Hello, xin chào toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình nha. Tiếp theo ngày hôm nay lên cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình một cái mẫu sản phẩm. Đây là cái hào dạng AB hai thành phần quý nhá. Đây là một cái chất liệu để dán những cái vật liệu bị gãy vỡ quý vị nhá. Này sắt, nhựa, bê tông, thép thì đều dán được hết quý vị nhá. Gỗ đều ok cả. Rồi thì ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 26.000 một tiệp thôi nhá. 26.000 một tiệp thôi. Đấy, dạng cực kỳ là chắc chắn và tiền lời cho quý anh chị em bà con bạc mình. Đấy, có những cái vật bình đồ mà quý thì mình về mình dán cái này nó không bao giờ bị vỡ là bị bóc lại quý vị nhá. Rồi quý vị quan tâm thì alo cho em này. Chỉ có 26.000 một tiếp thôi nhá. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình sản phẩm nhá. Đây là một cái sản phẩm mà cao cấp và xịn sò, đại hàng cực chất cho quý anh chị em bà con của bạc mình hay bị đau mỏi xương khớp này, bị phong thấp này, hay là bị phong mà hay ngứa thì mình bầu các cái để cho các nó gom các cái máu đục nó tù lại để mình chích ra ấy. Thì mình sử dụng ngay cái một cái bộ bầu này nhá. Đây là một cái bộ bầu gồm có 20 món chi tiết này, lớn bé đầy đủ nhá, hàng cực kỳ là xịn sò và cao cấp luôn quý vị ơi. Nhìn thấy chưa? Rồi đầu bầu nhá, 24 đầu bầu như này, có đầy đủ súng hít nhá, súng hít cho em này, và tăng kèm này, dây dựng này, và nói chung là các cái đầu sơ cua theo kèm quý vị nhá, các đầu sẽ cua theo kèm trong một cái túi như này. Rồi mình về sử dụng chỉ cần mình lắp vào. Đấy, lắp vào như này thôi. Đấy, mình về lắp vào như này là mình dùng cực kỳ là đơn giản quý vị nhá. Đây, mình để như này là mình bơm nhá. Mình bơm thì mình nhấp nhấp hít là nó sẽ hít vào cho mình luôn. Cực kỳ là ngon nhá, hàng này cực kỳ cao cấp. Thì ngày hôm nay em sẽ sell cho toàn thể quý anh chị em bà con và bạc mình đấy, một cái giá cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, 150.000 một bộ nhá, chỉ có 150.000 một bộ như này. Gồm có 24 món chi tiết tặng, có kèm theo một súng này và phụ kiện theo kèm đầy đủ cho quý anh chị em bà con quạt mình dùng nhá. Rồi quý anh chị em bà con quạt mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo là cái sản phẩm đầu hút bụi quý vị nhá. Đây là cái màu hút bụi này để lắp vào mũi máy khoan. Đấy, thì mình khi mình khoan ấy thì hút bụi nó sẽ vào trong này nhá, nó sẽ sạch cho những người ngôi nhà của mình, nó không bị rơi vào những cái ngóc ngách này, giường chiếu ấy, những cái đặc biệt những cái mình treo những cái bức tranh trong cái khăn phòng ấy mà trên cái giường ấy thì nó sẽ bụi bẩn nó bay đầy, nhưng bây giờ lắp cái thiết bị này vào thì nó cực kỳ là hay luôn quý vị nhá. Rồi nó bụi nó sẽ vào trong này, nó mình sẽ đi đồ cực kỳ ok, và em sẽ sell cho mình với giá chỉ có là 30.000 nhá. Sell cho mình 30.000 thôi. Ấy, lắp máy khoan, máy đi, máy điện gì cũng được nhá, máy pin máy điện gì cũng ok hết quý vị nhá, hàng cực kỳ là xịn luôn ấy. Rồi tiếp đến cho mình nữa, đấy là cái sản phẩm mà một cái bộ kìm nhá, một cái bộ kìm gồm có hai cây, hàng cực kỳ là xịn sò luôn nhá, kìm bấm mini nhá, hàng cao cấp luôn, 100.000 hai cái quý vị nhá, 100.000 hai cái, phải nói là giá cực kỳ là rẻ cho quý anh chị em bà con hoặc mình này, đấy cực kỳ rẻ nhá. Rồi kìm tuốc này, kìm tuốc dây điện nhá, kìm tuốc dây điện đa năng, có cả kẹp cốt này, có cả nói chung là tuốc dây đầy đủ như này. Em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 100.000 một cái nhá. 100.000 một cái quý vị ơi. Đấy, hàng cực kỳ là rẻ cho quý anh chị em bà con của mình. Rồi. Tiếp đến là cái sản phẩm mà cái Eto nhá. Đây là cái mẫu Eto để mình kẹp mình cắt nhá, Đấy, cái Eto này mình tay cào thành góc vuông này. Đây, như hình vẽ quý vị nhá, như hình vẽ thì nó có mô hình mô phỏng sẵn luôn. Em không phải kẹp phải trừ làm ở đây. Nó mình có kẹp và mình tạo thành một cái vắt vuông của nó nha. Rồi như này, mình có thể cắt rất chi là vuông vắng và 90 độ tuyệt đối luôn quý vị nha. Rồi cái màu này thì nó là một tay quý vị nha, em sẽ sell cho mình là 160.000. Còn cái hai tay nhá, hai tay thì nó có nhiều chức năng hơn. Hơn quý vị nha. Đây, hai ngang thì nó có nhiều cái chế độ như này, hay ho hơn nha. Rồi, 200.000 một cái quý vị nha, 200.000 một cái này. Đấy, rất chi là ok này. Rồi bác nào mà thường xuyên sửa chữa điện này thì em có cái mẫu đồng hồ cơ này, em sẽ sell cho mình giá cực kỳ rẻ nhá. Mỗi cái như vậy là 100.000 nhá, đồng hồ cơ 100.000 một cái thôi quý vị ơi. Hàng rất chi là xịn sò và chuẩn xác quý vị nhá. Rồi mình về đo thông mạch, đo dòng các kiểu con là điệu nhá. Rồi, đến cho mình đấy là lên cho mình một cái sản phẩm đấy là đặc biệt tuyệt vời cho những quý anh quý chị nào mà nói tóc nói chung là bị khô này, bị hói này, thì mình mua một cái sản phẩm dược phẩm này nhá. Đây, một cái thảo dược để H2O này nhá, để mình
dưỡng tóc này, làm tóc không bị sơ, không bị rối, không bị nấm nha, và tăng cường cho tóc khỏe mạnh và nói chung là tăng cường mọc tóc quý vị nha. Rồi hàng rất chi là ok luôn. Đấy, một chai như vậy là 95.000 quý vị nha, một chai như vậy là 95.000 cho em. Đấy, rất chi là ok. Rồi, đến quý nào quý vị nào nhà có xe hơi thì đây nha. Đấy, đi xe tải, xe hơi gì cũng được. Một cái bộ dây kích bình quý vị nha, dây kích bình cửa hàng cực kỳ là ngon luôn nha. Mềm dẻo cực kỳ là xịn sò như này. Rồi, một cái bộ kích bình như này là một sợi dây của nó là dài 3 mét nha. Hai sợi dây kích bình ắc quy ấy. Thì lúc nào xe hết bình thì mình có thể đưa ra để kích nha. Rồi. Không bị nằm dọc đường này là nhờ vào em này đây quý vị nha. Rồi, 150.000 nha, 150.000 em sẽ sale cho mình 150.000 nha. Rất chi là rẻ luôn. Rồi, quý vị nào mà tiếp theo đấy là cái sản phẩm chơi cây cạn thì chơi cái này, phải có cái này để chơi được quý vị nha. Rồi, cưa những cái cành nằm trong nách này hoặc là những cái tạo thế cho cây này thì mình chơi cái cưa lách để cho em nha. Mỗi cái như vậy là chỉ có 20.000 thôi. Em sẽ sale cho mình giá 20.000 thôi một cái cưa lách nha. Còn bác nào đi làm công trình thì đây, khoang đục thì đây có em có sale cho mình cái lô sản phẩm nha, sale cho mình cái lô sản phẩm mùi khoang. À đây là mùi đục nha, sale cho mình cái lô mùi đục hai cái, hai một cái bẹp, một cái nhọn nha, một cái 15.000, một cái 15.000 quý vị nha. Đấy, hai cái rất chi là 30.000 thôi, rẻ như cho. Quý vị nào quan tâm thì alo cho em nha. Rồi, lên cho mình đấy là cái sản phẩm thân bu lông. Thân bu lông nha nhá, thân bu lông này không tem không mát thì em sẽ sale cho mình với giá chỉ có là 250.000 thôi. 250.000 một cái thân bu lông này quý vị nhá. 250.000, giá rất chi là rẻ rồi. Rồi, đến cho mình đấy là cái sản phẩm kìm cắt ống nước nhá, kìm cắt ống nước cho em. Kìm cắt ống nước cực kỳ là cắt được phi 42 quý vị nhá, cắt được phi 42 rồi là cho em 85.000. Đấy, 85.000 một sản phẩm. Rồi, đây là cái sản phẩm keo này, keo để chống rì xe ốc vịt ấy. Bác nào mà đi ô tô mà đi đường dài thì đường dài đường ngắn như vậy, con ốc này mà khi mình ấy mình nhỏ bên ngoài ren ấy, thì nó không bị tuông ra nhá, không bị rì xe ra quý vị nhá. Rồi gọi là keo chống rì xe ốc vịt với giá chỉ có 35.000 một cụ nhá, 35.000 một lò thôi, rất chi là rẻ. Và đây là cái một cái sản phẩm hàng cao cấp này, ốc vít đầy đủ như này này, ốc vít đầy đủ như này nhá. Rồi, có cả cần từ đồng luôn quý vị nhá, có cả cần từ đồng luôn nhá. Với giá chỉ có cái sản phẩm này em sẽ sale với giá chỉ có 165.000 nhá. Đấy, một cái sản phẩm cao cấp 165.000 cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình. Rồi, anh nào thường xuyên sửa chữa mà bị ốc gãy thì đây nha, đặc biệt máy ăn đèn cơ hay những cái motor mà ốc vít thường xuyên gãy ấy, thì ra gãy thì chơi cái này cho em. Một bộ như vậy 65.000 nhá. Bộ mờ ốc gãy 65.000 thôi, giá phải nói là siêu rẻ. Kìm bấm này, kìm bấm em đang sale cái lô này với giá 38.000 một cái nhá. Kìm bấm Yeti 38.000 một cái này. Chuông gòi này, chuông gòi cho quý vị, chuông gòi cửa này với giá chỉ có 100.000 một bộ nhá, 100.000 một bộ thôi. Rất chi là rẻ cho quý anh chị em bà con hoặc mình. Và đây là cái bộ bao tay, bộ bao tay nha, bao tay để mình đi làm việc, bao tay làm việc nói chung là làm gì cũng bị đi nắng đi mưa không tùy nhá, bao tay để mình làm cho đỡ da. Bao tay này có đây là bao tay cục cục đầu nha, bao tay cục đầu 15.000 một cặp quý vị nhá, 15.000 một cặp thôi, giá phải nói là rất chi là rẻ. Rồi em lên một cái sản phẩm nữa, đây là một cái lô búa này, một cái sản phẩm màu búa nha, búa cao su quý vị nhá, búa cao su này để mình đóng gạch hay là đóng motor dây điện gì đó tùy, búa cao su thì với giá chỉ có 30.000 một cái búa cao su này nhá. Còn bác nào búa đóng đinh thì đây 65.000 một cái quý vị nhá, 65.000 55.000 một cái búa thôi, 55.000 một cái búa đóng đinh quý vị nhá, 55.000 một cái. Còn bác nào muốn búa nhưng mà búa đánh thì đây có một ký này, một ký thì nó 120 và hai ký là 160 nhá, hai ký 160. Còn bác nào muốn rìu, muốn rìu trẻ thì đây nhá, có cái con rìu này đây, một rìu 150.000, rìu 150.000 quý vị nhá. Rồi dây dù này, dây dù dài 20m nhá, dây dù dài 20m, dây bè lớn nhá, cực kỳ là chắc luôn. Rồi 65.000 quý vị nhá, 65.000 thôi, giá mà nói cực kỳ là rẻ và yêu thương. Còn đây là cái bộ bay mà bay nhá, bằng xoa bằng trẹt đây, bay bằng xoa bằng trẹt như này, 80.000 nhá, 80.000 một đôi, 80.000 một đôi như này mà 40.000 thì đơn một cái cho em. Rồi thân 10
thân khoang pin này, thân khoang pin đầu 10 ly quý vị nha, 3 chức năng, 265.000 nha. Còn đây là con máy khoang điện đầu 10 nha, khoang sắt hàng rất chi là xịn sò và cao cấp, 240.000 cho em này, 240.000 nha, hàng rất chi là rẻ và giá thì mà là tuyệt của mèo cho quý anh chị em bà con hoặc mình. Rồi, còn bây giờ em sẽ lên cho mình cái sản phẩm, đấy là một cái mẫu pin nha quý vị nha, đây là mẫu pin 15 cell. Đấy, pin 15 cell cho em này. 15 cell là nó là 209 cho em này. 15 cell là 209 này. À 200 cell cho mình là 203 nha. 203 pin 15 cell có đèn báo pin luôn quý vị nha. Có đèn báo pin luôn này. Quý vị nhìn thấy chưa? 230.000. Còn bác nào mà muốn xài hàng công ty, đây hàng công ty hàng pin 20 cell là nó là 390 cho em nha. 390.000. Đấy, hàng rất chi là xịn sò và cao cấp quý vị nha. Rồi, tiếp đến là lên cho mình con máy mài này, 245.000, một con máy mài Masayasaki nhá, hàng rất chi là ngon và khỏe quý vị nhá, đi công trình ok, đấy, 245.000 quý vị nhá, 245.000, một sản phẩm như vậy. Còn bác nào, đấy, còn đây em lên tiếp cái con máy mài đá hai đầu này, máy mài đá hai đầu quý vị nhá. Rồi đây, quý vị giờ nhìn thấy chưa, đây là máy này đá hai đầu. Xài cái cốt của nó là 1 tấc 25, cốt của nó là 1 tấc 25 quý vị nha. Rồi 550.000 quý vị nha, 550.000 một sản phẩm. Rồi đến đây là cái sản phẩm, đây là cái màu, hai cái màu sản phẩm CB, màu sản phẩm CB nha. Em có hai loại, một loại là 40A và một loại 63A, thì loại nào căn phòng vừa vừa thì nhà vừa vừa thì mình, đây là cầu dao tổng cho một ngôi nhà của mình. Đấy, phòng vừa thì mình xài, nhà vừa vừa thì 40, mà nhà lớn thì chơi 63 cho em. Thì 63 thì nó là 150, còn 40A là 120 quý vị nha. Đây là cái sản phẩm CB chống rò, chống cháy, chống giật quý vị nha. Cực kỳ là, và chống quá tải, cực kỳ là ngon. Có tặng kèm để hộp luôn. Đấy, quý vị bà con của bạc mình quan tâm thì alo. Rồi, lên tiếp cho mình hai cái sản phẩm. Đấy là một cái máy khoan pin bu lông. Đấy, 2-1 quý vị nha, bu lông 2-1. Hàng rất chi là ok. Rồi, em sẽ sell cho mình con này với giá chỉ có là sell cho mình một bộ như vậy chỉ có là 560.000 nha. 560.000. Đấy, một cái sản phẩm 560.000 gồm có hai pin, một sạc theo kèm như này. Ok chưa? Rồi, đến cho mình đấy là một cái con khoang bê tông 3 chức năng. Hàng này là hàng Nhật cực kỳ là ngon luôn quý vị nha. Xài điện 220 luôn. Đấy, xài điện 220. Rất chi là switch và xịn sò. Rồi, có tặng kèm 3 mũi khoang và 2 mũi độc quý vị nhé, tặng kèm 3 mũi khoang và 2 mũi độc này, hàng rất chi là cao cấp cho quý anh chị em bà con hoặc mình nhá. Rồi em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 600.000 thôi, 600.000. Đấy, bạc nào quan tâm thì alo cho em nhá. Em nên cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình một cái một màu sản phẩm nhá, đây là cái máy thổi và hút bụi 2 chức năng kim Konaki nhá, hàng rất chi là xịn luôn quý vị ơi. Hay cầm máy rất chi là chắc chắn nhá. Đấy, rất chi là đặc biệt ngày hôm nay hai cái mẫu này về ấy, thì nó có điều chỉnh tốc này, có điều chỉnh tốc quý vị nhé. Mình muốn mạnh thì mạnh mà nhẹ thì nhẹ nhé, tùy ý mình điều chỉnh. Và công suất của em nó là 700W nhé, công suất 700W, xài điện 220V nhá. Hai chức năng chế độ thổi này, và thổi là như mình lắp như này nhá, thì túi rác của mình cần không lắp mà hút. Khi hút thì mình lắp túi rác đằng trước này, và thổi ống hút, ống thổi là nằm bên hông nhá. Thì bây giờ em sẽ test cho mình cái chế độ là thổi bụi này. Đấy, thổi bụi nhá, cực kỳ là ok này, em chỉnh điều chỉnh lên luôn nhá. Rồi, điều chỉnh tùy ý mình này. Đó, yếu quý vị nhá, còn mạnh lên này. Đấy, đá quăng luôn quý vị nhá. Đá bay luôn. Cực kỳ là khỏe nhá. Đấy, đá rất thì thoải mái luôn nhá quý vị nhá. Đấy, rất là thiếu luôn. Rất là tiện lợi nhá. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua cái chế độ là hút cho mình xem luôn này ha. Hút thì mình hút đặc biệt là hút những cái dòng mìn ấy thì mình và những cái mà mìn màng hơn như này thì hút rất là khỏe. Mình quan tâm đến cái màu thổi và hút bụi này ấy, thì liên hệ cho em này, vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Và ngày hôm nay em sẽ sell cho mình với giá chỉ có là 240.000 thôi, 240.000 một sản phẩm nhá. Rồi quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình một cái màu sản phẩm nhá. Đây, đây là cái màu máy mài Drama hàng Thái Lan quý vị nhá. Drama hàng Thái Lan cực kỳ là ok luôn.
hay do về nó thiếu một cái thông số là tem thông số kỹ thuật, hay và bên nhà sản xuất báo là con này là 780W nhé, 780W cho em này. Và đây nó thiếu cái thông số ở đây, cho nên ngày hôm nay em sẽ sale rẻ cho quý anh chị em bà con hoặc mình về dùng nhá, với là 270.000. Em sẽ tặng kèm theo một cái lưỡi cắt đá nhé, và một cái tô vít tăng giảm hai đầu như này. Hàng thì nó theo kèm đầy đủ nhá, tay cầm khóa mở, tay cầm khóa mở lá trắng đầy đủ. Và bây giờ em sẽ đặt máy cái đường nghe nha, máy chạy cực kỳ là êm nhá, máy chạy cực kỳ êm. Eo em một tay, máy chạy cực kỳ là êm mái nhá. Con này thì em bao công trình gia đình thoải mái, cứ cài kéo thoải mái cho em nhá. Rồi, anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé, với giá chỉ có 270.000. Tấn Phúc xả cho mình một cái lô sản phẩm kéo cắt cành quý vị nhé. Đây là mẫu kéo cắt cành, này nói chung là hai màu, màu đỏ và màu trắng nhé, cán màu trắng, cán đỏ cho em. Này, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái lô này với giá chỉ có là 26.000. Đây còn shop kho, máy thùng á, cho nên em thanh lý rồi, thu hồi vốn quý vị nhé, thu hồi vốn. Hàng này hàng nhập cho em này, ok chưa? Quý vị nhìn thấy chưa? Đấy. 26.000 một cái, nhanh tay nhanh chân lên quý vị nha. Tấn Phúc xin kính chào toàn thể quý vị bà con bác trên khắp mọi miền Tổ quốc nha. Rồi, quay trở lại với Tấn Phúc ngày hôm nay. Tấn Phúc có lên cho mình một cái bộ sản phẩm nhá. Đây là cái mẫu sản phẩm Ron. Đây là cái Ron này là Ron chiều nhiệt quý vị nhé, Ron chiều nhiệt. Đấy, và chiều áp lực cao cho em nhá. Này cực kỳ là ngon luôn, răng cao su cực kỳ là ok luôn. Nó dành cho tất cả các thiết bị trong gia đình, từ vòi nước này, nói chung là các thiết bị mà lắp mà còn cái đầu bít để kín ấy, hay là vòi xịt bình xịt gì đấy. Thì một bộ như này nó gồm có là 24 cự nhé, 24 loại như này, cự như này, loại như này. Và nó là gồm có 400 chi tiết nhé, 400 chi tiết nó nằm trong cái hộp này. Nó có mỗi sản phẩm nó có ghi rõ ràng là bao nhiêu bên đây nhé, số lượng bao nhiêu như này. Rồi, ngày hôm nay em sẽ sell cho mình một cái bộ sản phẩm như này với giá chỉ có là 80.000 thôi nhá. 80.000, đấy, nó gồm có một hộp, đấy, 400 đầu răng như này nhá, to nhỏ lớn gì cũng có hết. Đấy, quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tấn Phúc lên cho toàn thể quý bà con của bác anh chị em mình ấy, một cái sản phẩm cực kỳ là ngon luôn quý vị nhá. Rồi, ngày hôm nay đấy, trên kênh em sẽ thanh lý một cái lô sản phẩm nói chung là máy mài xài pin quý vị nhé. Và đặc biệt hàng này là hàng công ty, hàng công ty, hàng cao cấp luôn quý vị nhé. Pin với dòng xả lớn cho em này, pin với dòng xả lớn ấy, nhìn thấy quả pin là biết hàng này hàng công ty, hàng chất lượng cao rồi nhé. Rồi, máy là gồm có hai pin này, hai pin một sạc nhé, hai pin 15 cell, một sạc nhanh ấy, phụ kiện tay cầm khóa mở, hộp đựng theo kèm đầy đủ cực kỳ là xịn sò như này quý vị nhìn thấy chưa. Rồi, và đặc biệt ngày hôm nay chương trình em sẽ tặng kèm theo cho quý vị bà con của bác mình với một cái đặc với là một cái sản phẩm chất lượng như này nhá. Rồi, tặng kèm này, quà này, một cái lưỡi cắt đa năng hàng của Thái Lan nhá. Một lưỡi cắt đa năng này, hàng cao cấp luôn cho em này. Ok chưa? Rồi, ba cái lưỡi cắt đá và một cái bút thử điện cho quý vị nhá, một cái bút thử điện. Nhưng với giá cực kỳ là rẻ luôn quý vị nhá. Đấy, giá phải nói là siêu rẻ luôn. 1.250.000, 1.250.000, một cái sản phẩm máy mài xài lưỡi một tấc một cho em nhé, cực kỳ là ngon luôn. Quý vị bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em này. Em liên tiếp cho toàn thể quý bà con bạc mình cái màu sản phẩm đèn pin nhé. Đây là một cái màu đèn pin đầu loa có tay cầm nhá. Hàng này là phải nói rọi siêu xa và siêu sáng luôn, phải nói chính xác là như vậy nhá. Có đèn báo pin này, có đèn báo pin luôn, hay có ổ sạc theo kèm đầy đủ nhá. Dây sạc có dây sạc theo kèm đầy đủ quý vị ơi. Và mấy cái này là mình sạc bằng cụ sạc điện thoại nhà mình nhá. Rồi, hôm nay em sẽ thanh lý cái màu sản phẩm này với một cái giá nhá, vừa mua vừa tặng luôn, có mua có tặng luôn nhá. 95.000, 95.000 một cái sản phẩm. Nó một cái đèn pin mini. Đấy, một cái đèn pin mini nhỏ gọn đẹp xinh xắn như này nằm trong hộp, và một cái đèn pin đầu loa như này chỉ có giá là 95.000. Đấy, quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo nhá. Cho nên cho toàn thể quý bà con hoặc mình cái mẫu sản phẩm đèn thờ quý vị nhá. Đây là cái mẫu đèn thờ ấy, nhỏ nhắn xinh xắn luôn. Và đặc biệt là em này nó là xài pin tiểu nhé, pin tiểu hay pin rờ móc ấy, có công tắc, lúc nào mình dùng thì mình bật và không dùng thì mình tắt lên nhá, tắt cho em nhá. Rồi, cho hai quả pin vào đây là ok này. Và cái mẫu này thì nó cực kỳ là gọn nhẹ và siêu đẹp luôn. Thì khi mua mình em sẽ tặng luôn cho mình một cặp pin nhá, một cặp pin cho em.
thì giá hôm nay em sẽ thanh lý với giá là 35.000, 35.000 một cây nhé, một cặp là 70.000. Quý vị bà con bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Tiếp tục liên tiếp cho cả nhà mình một cái mẫu sản phẩm nhé. Đây là một con máy chấn viền, này máy tông đơ chấn viền nhé, cào râu chấn viền, cắt tóc cực kỳ là ok luôn quý vị nhé. À, cái màu pin này, màu máy này thì xài pin 18650 này, pin này là pin sạc cho em là cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, bằng kim loại luôn quý vị nhá. Đấy, hình một hình con rồng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy. Đây là cái lỗ cắm sạc này và công tắc sử dụng cho nó nhá. Công tắc sử dụng này. Đấy, rất kỳ là đẹp luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Rồi, máy thì bao khỏe rồi. Tắc nó nhưng mà cào râu em cào râu thoải mái luôn nhá. Cho nên quý vị mình ấy anh nào râu nhiều mua cái này về cực kỳ là tiền luôn. À, cào trọc chấn viền, cắt tóc cào râu đều ok nhá. Rồi hôm nay em sẽ sell cái mẫu này với giá chỉ có là 75.000 nhá. À, 75.000 một cái thôi. Đây phụ kiện thì sell kèm thì nó là gồm có một cái một máy nhá và có tặng kèm theo dây sạc này. Dây sạc này và cự nhá, cự để mình cắt. À, hai cái cự để mình cắt tóc này. Ok chưa? Rồi quý vị bà con các bạn mình quan tâm đến mẫu nào thì alo cho em nhá. Em tiếp cho toàn thể quý bà con quạt mình ấy, một cái mẫu sản phẩm đấy là mũi khoan. Đây là cái dòng mũi khoan, cái này khoan là khoan tường, khoan bê tông cho em. Mũi này là mũi hai cành nhá, mũi hai cành cho em này cực kỳ là ok luôn, là hợp kim đặt trước nhá. Rồi xài cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. À, cái mũi này ấy, mũi này đặc biệt thì mũi này mình là cái đầu kẹp nhá, dành cho máy khoan đầu 13 ly hoặc khoan pin. Về cái dòng đầu kẹp nhá, đầu này là đầu tròn này, à, đầu bốn cành này mình sẽ kẹp cái đầu kẹp 13 ly để mình khoan nhá. Thì ngày hôm nay trên kênh này sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con quạt mình đấy với một cái giá quá hợp lý luôn nhá, 5.000 đồng một mũi thôi, chỉ có 5.000 đồng một mũi nha. Rồi quý vị quan tâm thì alo cho em nhá. Tấn Phúc liên tiếp cho toàn thể quý bà con quạt mình đấy một số dòng sản phẩm đồ điện gia dụng quý vị nhá. Đây, đầu tiên lên cho toàn thể quý bà con mình đấy cái màu sản phẩm bóng đèn led nhá. Đây là cái màu bóng đèn led để mình lắp bàn thờ này, bàn thờ ông địa này, này các kiểu nhá. Rồi cái mẫu này thì nó là siêu tiết kiệm điện luôn, nó chỉ có 1W thôi quý vị nhá, nó chỉ có 1W thôi, cực kỳ là ok. Cho nên cái bóng này thì nó siêu bền rồi. Cho nên hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về dùng nhá, 15.000 một cặp thôi, hay với giá gọi là siêu rẻ luôn, 15.000 một cặp quý vị nhá. Tiếp là một cái sản phẩm là phích cắm nhá, đây là những cái vật dụng gia đình rất chi là cần thiết này. Phích cắm 5.000 một cái thôi. Đây là cái mẫu này là mẫu thường quý vị nhá. Còn quý vị nào ấy muốn xài hàng cao cấp thì đây, đây là cái mẫu siêu mẫu cao cấp cho em này. Đây là cái mẫu cao cấp nhá. Đây là cái mẫu này là chống cháy này, chống va đập bị vỡ này nhá. 10.000 một cái quý vị nhá, 10.000 một cái. Còn quý vị nào muốn xài mẫu như mẫu âm thì có âm luôn nhá. Âm em cũng có hai loại, một loại là 5.000 nhá. Một loại này 5.000 này, loại trắng thường. Đấy 5.000 cho em. Còn lại siêu xịn thì nó là 10.000 cho em nhá. Siêu xịn thì nó 10.000 cho em. Đấy, quý vị bà con của bạc mình thấy rẻ không? À, rồi, kế tiếp là một cái bộ CB. Đấy, một cái CB 30A nhá, 30A để bảo vệ cho cái nguồn điện cho ngôi nhà của mình. Đấy, nó là CB chống giật chống quá tải quý vị nhá. CB chống quá tải cho em này, một CB 30A. Rồi mua một cái CB, em tặng kèm theo một cái ốp. Một cái ốp luôn nhá, hai một ốp. Mua một được một cho em với giá chỉ có 25.000. Đấy 25.000 một sản phẩm như này nhá. 25.000. Rồi đến là cái bộ chia. Đấy, một cái bộ chia. Chia này thì nó có 3 ổ cắm luôn. Đấy. Khi nhà mình ấy những cái ổ cắm nó có một cái ấy thì mình có thể mua cái bộ chia này về găm vào nhá và chia ra thành 3 ổ, hai ổ hai bên này. Và bộ này là có thể găm được cái phích cắm mà 3 chân nhá. Đấy, găm được 3 chân. 20.000 nhá. Giá chỉ có 20.000 thôi quý vị nhá. Giá phải nói là siêu rẻ luôn. Ok chưa? Rồi, một cái ổ cắm, đấy, một cái ổ cắm có luôn cả một cái automat như này. Gọi là CB ấy, có luôn một cái CB như này. Và đây là dòng này là dòng chống cháy quý vị nhá. Đây cái mặt này nó bằng sứ này, nó bằng sứ không phải bằng nhựa quý vị nhá, không phải bằng nhựa đâu. Đấy, hàng này là hàng cao cấp cho em này nhá. Rồi, hôm nay sale với giá chỉ có 75.000. 75.000 quá rẻ, quá đẹp tuyệt vời luôn. Rồi, còn bác nào mà muốn xài nhiều hơn thì đây 6 ổ cắm cho em nhé, 6 ổ cắm có CB để bảo vệ cho luôn nhé. Muốn tắt thì tắt, muốn dùng thì dùng. 95.000 một ổ cho em, đấy, với giá 95.000 nhé. Rồi, đến lại một số màu về bóng đèn. Đấy, bóng đèn thì em có 3 màu bóng đèn. À, bóng đèn 10W nhé, 10W thì bóng đèn LED 10W.
với giá chỉ có là 15.000 nhá. 15.000 một bóng 10 W cho em này. Và 15 W thì 25.000 nhá. 15 W nó 25.000 cho em này. Ok chưa? Còn đây là một cái anh đài 50 W cho em. Anh đài 50 W với giá chỉ có 50.000. Đấy, 50.000. Ok chưa? Rồi. Còn quý vị nào mà có quan tâm đến những cái sản phẩm nào thì mình có thể tiếp tục xem các video quý vị nha. Em nên cho quý bà con của bác mình một cái mẫu sản phẩm, đấy là cái mẫu massage quý vị nha. Đây là một cái mẫu massage toàn thân, mình có thể đấm lưng này, đấm đùi này, đấm nói chung là mình đau nhức mỏi ở đâu thì mình đấm ở đấy nha. Rồi, cái con này nó có 46 chế độ và 4 chức năng nhé, 4 chức năng đấm này, nó có 4 kiểu nhé. Đấy, đấm mu, bấm chân này, bấm lưng này, nó ra đầu tùy theo nhá. Rồi, và cái cách sử dụng thì mình rất chỉ là dễ nhá. Đây, đây là mình bấm cái nút nguồn cho em nhá. Rồi, mình nhấn giữ. Rồi, đấy là nó là chạy nhá, hoạt động cho mình là mình đấm thôi. Thấy chưa? Quý vị nhìn thấy chưa? Và đây mình tăng chế độ mạnh lên thì mình tăng lên như này nhá. Rồi, còn mình muốn mà tắt thì mình nhấn giữ. Lúc nào nó tắt là nó sẽ tắt nhá. Rồi, hôm nay sẽ sale với giá chỉ có là 200.000. Con này 200.000 em sẽ bao ship về từng nhà cho quý bà con luôn nhá. 200.000 bao ship luôn. Đấy, quý bà con của bác mình quan tâm thì alo cho em nhá. Đấy, nhanh nhanh vì cái số lượng con này em ôm được lô nhưng nó có giá hời như này đấy. Tống Phúc liên tiếp một cái sản phẩm mà đấy là một cái đèn bảo quý nhá. À, quý vị đây là một cái mẫu đèn bảo lồng chim nhá. Này cực kỳ là đẹp luôn. Quý vị nhìn ra mình có thể trang trí này, trang trí cho ngôi nhà của mình nhá. Đấy, những cái quán xá cà phê thì tuyệt vời luôn nhá. Và đặc biệt nó là xài pin 18650 và nó có chế độ tăng giảm nguồn ánh sáng nhé. Đây, tăng giảm nguồn ánh sáng đẹp chưa. Rồi, đây là màu ánh sáng vàng quý vị nhé. Và đấy là xài pin 18650, cực kỳ là tuyệt vời như này. Thì hôm nay em sẽ sale cho toàn thể quý vị bà con của mình đấy, một cái giá quá hời luôn nhé. 110.000 một cái cho em, 110.000 nhá. Đấy, cái này mình có thể đấy, mình đi picnic này, mình đi picnic nhá, mình có thể cắm trại này đấy, và tăng giảm nhiệt độ ánh sáng là tùy theo thị ý mình nhá, để tiết kiệm nguồn điện khi cần sử dụng nhá. Rồi, quý bà con các bác mình quan tâm thì alo cho em nhé. Em lên một cái mẫu quạt xài bằng pin cho quý bà con các bác mình nhé. Đây là cái mẫu quạt cực kỳ là gọn nhẹ và tuyệt vời luôn quý vị ơi. Để giải chiến cho cái mùa hè nóng được nhé. Rồi, và khi những cái thời tiết, những lúc khi cấp điện ấy, thì có em này xài cực kỳ là ngon luôn. Đây, một cái sản phẩm này là hàng mới về lò quý vị nhé. Đây, với một cái dung lượng quả pin của nó là 10 cell nhé. Pin 10 cell cho em này, một quả pin này. Một pin một sạc theo kèm, sạc bàn nhé, sạc bàn cho em. Hãy cánh quạt lồng này, lồng bằng sắt em nhé, lồng bằng sắt quý vị nhé. Và đặc biệt nó là có hai cấp độ này, hai cấp độ nhé. Nhanh và chậm cho em, nhanh chậm. Và đặc biệt cái em này thì mình có thể là đấy, cực kỳ là mạnh luôn này. Và đặc biệt là nó có chế độ xoay cho em nhé. Đây, xoay luôn, cực kỳ là ok, xoay qua xoay lại thoải mái nhé. Rồi, những cái đời trước nó chưa cải tiến, nó không xoay được. Bây giờ đời này nó xoay cực kỳ là ngon luôn. Đấy, cái này thì có thể cấp điện ngồi ăn cơm cả nhà ngon lành cành đào nhá. Rồi, ngày hôm nay em sale với giá chỉ có là 390.000 thôi quý vị ơi. 390.000, máy theo kèm gồm một pin một sạc, hàng cực kỳ là VIP luôn. Quý bà con bác mình quan tâm thì alo cho em nha. Em xin cho quý vị bà con bác mình một cái sản phẩm nhé. Đây là cái sản phẩm mà kéo cắt tôn hàng cao cấp cho em nhé. Đây là cái mẫu này là mẫu 10 inch, hay mẫu 10 inch cho em ấy, hàng Kabushi, hàng của Nhật luôn, cực kỳ là đẹp CRB này, siêu xịn sò luôn nhá. Rồi, quý vị nhìn thấy chưa, nó dập nổi CRB Kabushi trên này luôn nhá, cực kỳ là cao cấp. Và đặc biệt cái sản phẩm này ấy, thì cái quai, cái cán của nó là có bọc cao su êm nhé, không bị bỏng da tay các kiểu quý vị nhá. Hàng cực kỳ là xịn sò này. Này, ngày hôm nay em sale với giá chỉ có là 95.000 thôi, 95.000 một sản phẩm nhá. Hôm nay về một cái sản phẩm ấm siêu tốc quý vị nhé. Đây là một cái ấm siêu tốc hàng sáp này, hàng sáp là hàng của Thái Lan quý vị nhé, hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, với dung tích của nó là 3 lít quý vị ơi, với dung tích là 3 lít nhé, 1.500W siêu nhanh luôn nhá. Đấy, bảo ấm cực kỳ là to và chắc chắn luôn nhá, hai lớp nhá, hai lớp cho em, hai lớp trong lớp ngoài nhá, cực kỳ là ok rồi. Đấy, này, hôm nay sale thanh lý với giá chỉ có là 150.000 nhá. Một cái màu ấm siêu tốc phải nói là hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, quý vị bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cho toàn thể quý bà con của bác mình ấy, một cái dòng sản phẩm đèn pin nhé. Đây là cái mẫu đèn pin cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn quý vị ơi. À, nhá. Đây là cái mẫu chóa cực kỳ là to và sò được cực kỳ là xa nhé, siêu sáng luôn.
và đặc biệt nó là nó có hai chế độ nhé. Đây, một cái chế độ là rọi xa cho em này, một chế độ rọi xa nhé. Đây, đây là chế độ rọi xa này, phải nói là cực kỳ xa và sáng luôn này. Và chế độ thứ hai nữa là khi mình cấp điện mình xài với chiên rồng nhé. Rồi cái bóng led 100 bóng led trong này ấy, thì nó cực kỳ là sáng rồi nhé, nó cực kỳ là sáng cho quý vị luôn. Đã chưa? Đấy, nó hai chức năng như này là quá đặc luôn, và đặc biệt là nó là có chế độ sạc bằng năng lượng mặt trời nhé, sạc bằng pin năng lượng mặt trời luôn, có tay cầm luôn, đấy, cực kỳ là hay luôn nhá. Rồi và nếu như mình không muốn sạc năng lượng mặt trời thì mình găm điện bằng cái sạc nhá, bằng cái cổng USB mà bằng dây sạc này qua cụ sạc điện thoại cho em nhá. Rồi ngày hôm nay với một cái siêu phẩm như này thì em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình đấy, với một cái giá là cực kỳ là đẹp luôn nhá, 140.000 đấy, 140.000. Anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm đến mẫu đèn pin này thì alo cho em nhá. Em về là cái màu kéo quý vị nhé, kéo XK5, hai hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn quý vị nhé. Đây là cái màu kéo XK5 này, hai hàng Japan nhé, hàng được khắc chữ trên máy luôn, à trên kéo luôn này. Hai cáng này là cáng nhôm đúc nhé, cáng nhôm đúc siêu nhẹ luôn, siêu ngon luôn nhé. Thép thì thép siêu cứng cho em này, hai hàng siêu bén nhá. Rồi vít inox này cực kỳ ok luôn nhé. Hàng này thì đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý bà con của bạn mình, nhưng mà cái giá thì phải nói là cực kỳ là rẻ luôn nhá. Rồi ngày hôm nay em sale với giá chỉ có 25.000 một cái thôi nhá, màu bạc cho em nhá, màu bạc cho em này 25.000 một cái. Đấy là quý vị nào lấy 4 cái nhá, 4 cái là 25.000, còn quý vị nào mà lấy lẻ một cái là 30.000 cho em nhá, một cái 30.000, mà nếu lấy combo 4 cái sẽ là 100.000 nhá. Ok chưa? Rồi quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá, về số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Tấn Phúc liên tiếp cho toàn thể quý vị bà con quạt mình một cái mẫu sản phẩm nhé. Đây là cái bộ chuyển đổi để mình cưa quý vị nhé, từ mình cưa bàng nhé. Đấy, từ máy mài chuyển sang cưa bàng cho em này. Nhà nào mà có máy mài rồi ấy, bây giờ mình không muốn làm an toàn hơn các cổ các đồ các kiểu thì mình mua một cái bộ chuyển đổi cưa như này nhá, cực kỳ là hay luôn quý vị ơi. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, hàng cực kỳ là ngon rồi và xịn sò luôn nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sell cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình ấy với giá chỉ có 130.000 nhá, 130.000 thôi. Hay một cái bộ sản phẩm chuyển đổi nhá, đó là một cái hộp nó như này, nó chuyển đổi, nó đầy đủ phụ kiện cho mình luôn, về lắp ghép vào nhá, về mình cắt cho nó an toàn. Đấy, có bảo hộ này, cái này thì có cắt được nghiêng quý vị nhá, đặc biệt là nó cắt được nghiêng này. Đấy, mình mở ra như này nhá, tăng giảm lên xuống và cắt nghiêng, chế độ cắt nghiêng có đầy đủ hết cho quý vị bà con bạc mình luôn nhá. Rồi quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mình là một cái sản phẩm, đây là cái bộ chì màu, như hộp chì màu luôn, với 100 món chi tiết quý vị ơi, cực kỳ nhiều luôn, từ sáp nước này, sáp khô này, chì này, cực kỳ có đầy đủ nhá, màu này, cỏ vẽ đầy đủ cho quý vị mình mua về cho trẻ con mình sử dụng nhá. Đấy, vẽ tranh vẽ này, làm hồi họa sĩ học bài này, cực kỳ hay luôn nhá. Đấy, gồm có đầy đủ trong một cái set phụ kiện trong cái hai cái hộp như này nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 80.000. 80.000 một hộp như này nhá, hàng cực kỳ là ngon luôn. Quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì ơi em nhá. Em lấy tiếp một cái mẫu sản phẩm nối dây điện nhanh cho toàn thể quý bà con bạc mình về dùng nhá. Hôm nay về cái lô này khá nhiều luôn và sale với giá là sập nguồn cho toàn thể quý bà con quạt mình về dùng nhá. Rồi một cái đầu nối nhanh như này, hay một cái đầu nối nhanh gồm có hai cổng nhá, mình muốn nối một sợi hai sợi thì tùy ý mình nhá, 3-4 sợi thì mua thêm nhá. Rồi một cái đầu nối nhanh, hàng phải nói bảo đảm an toàn, tiền lời nhanh chóng nhá. Rồi chỉ một đầu thì có 2.000 thôi, một đầu 1.000 nhá, thanh lý với giá một đầu 1.000 cho em này. Anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Đầu nối nhanh, dây điện cực kỳ ok luôn đấy, như này đấy. Mình chỉ cần bóp cái này, bóp đầu này nhé, bóp đầu này là thấy mở ra chưa, bóp đầu này mở ra sao là mình đúc dây điện vào nhá. Rồi mở hay là tháo gì lắp gì cũng nhanh hết, quý bà con của bà mình quan tâm thì alo nhá. Em lên thì cái mẫu sản phẩm đây là một cái bình giữ nhiệt nhé, đây là cái mẫu bình giữ nhiệt hàng cao cấp cho em này, inox 2 lớp nhé. Đấy, màu sơn màu cực kỳ đẹp luôn, sơn tĩnh điện cực kỳ đẹp quý vị nhé, có tay quay đeo này, tay cầm nhá, cực kỳ vip luôn, và nắp có lọc rác cho em này, có lọc nhá, sạc cho em này, cực kỳ là ngon. Với cái màu này thì dung tích của nó là 1 lít quý vị nhé, dung tích 1 lít cho em này, cao, chiều cao nó tầm
28 cm đấy, 28 cm nhé, chiều cao của nó nhá. Rồi hôm nay em sale với giá chỉ có là 75.000 một bình thôi, 75.000 một bình nhá. À, quý anh chị em bà con các bạn quan tâm thì ở em nhá. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy một cái sản phẩm nhá. Đây là cái màu kìm bẩm chết Grossman, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Nha, đây là cái hàng này là gọi đó là hàng loài một, hàng đại hàng chữ dập nổi Grossman trên thương mại USA nhá. Rồi hàng này là chất liệu thép CRV gọi là siêu cứng luôn. Thép này thép đặc chủng nhá. Thép xài sắt này, xám này, logo ok lắm, CRV nhá, cực kỳ là VIP luôn. Đấy, kìm bấm đằng trước này là bấm vào là chết ngay luôn á quý vị ạ. Rồi, thanh lý nhé, thanh lý bây giờ 100.000 một cái thôi quý vị ơi. Đấy, về số lượng cực kỳ là nhiều. Anh chị em bà con các bạn mình quan tâm thì alo nhá. Em lên tiếp một cái mẫu sản phẩm giấy khăn ướt nhá cho toàn thể quý bà con mình này nha. Đây là cái màu giấy khăn ướt hình con ong. Cái hàng rất là xịn luôn. Cái hàng này là hàng chất lượng cao quý vị nha. Rồi một bịch như này gồm có 10 một hộp như này gồm có 10 bịch như này nhá, gồm có 10 bịch nằm trong này. Thì đấy nào còn tặng kèm theo cho mình một cái hộp luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp nhá. Nhỏ nhắn xinh xắn. Đấy, cực kỳ là VIP luôn. Đừng là như này, về xong rồi mình sử dụng cái gì sử dụng nha. Rồi hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 80.000. Đấy, 80.000 một bịch như này nhá, 10 bịch và một cái hộp theo kèm cho quý vị bà con bạc mình nha. Rồi, quý bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em này. Em liên tiếp một cái mẫu sản phẩm bếp từ cho quý vị nhé. Đây là cái mẫu bếp từ Philips hàng Thái Lan, thương hiệu rằng Made in Thái Lan, cực kỳ là VIP luôn quý vị ơi nhé. Hàng này là kính cường lực chiều nhiệt độ cao này, và cái cách sử dụng thì nó rất là dễ dàng quý vị nhé. Đầu tiên mình găm điện thì mình bật cái nút nguồn, xong mình bấm cái nút bàn tay này thì nó sẽ hiển thị lên những cái thông số nhé. Mình có thể tăng giảm tùy theo dấu cộng dấu trừ tùy theo mình nhé. Rồi hàng cực kỳ là VIP rồi. Ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có là 280.000 một sản phẩm, và tặng kèm cho mình một cái chảo nha, một cái son để nấu lẩu luôn, cực kỳ ngon, để nấu nướng luôn, cực kỳ ngon nha, canh xào lẩu gì cũng được, ok hết. Rồi quý anh chị em bà con bác mình quan tâm thì alo cho em nha. Xin chào toàn thể quý anh em nha. Rồi ngày hôm nay em về một cái lô sản phẩm đấy là cái lưỡi nha. Đấy, quý khách hỏi rất là nhiều nên em nhập hàng về để phục vụ quý khách nha. Rồi một cái lưỡi hàng nhập xịn sò luôn nha, Japan luôn, lưỡi cưa kiếm này. Cái này là cái lưỡi không nha. Ai anh em nào mà có cái cưa kiếm như này rồi ấy, đấy mà lâu ngày nó bị cười cái lưỡi nó bị cùng á, bị ấy thì mình có thể thay. Và ngày hôm nay em về cái mẫu lưỡi này cho quý vị bà con quạt mình này nhá. Thanh lý với giá chỉ có 25.000 một lưỡi nhá. 25.000 một lưỡi như thế này quý vị nhá. Mình về mình thay thay vào bật cái này lên nhá. Rồi mình thay vào là mình sử dụng cực kỳ là ok, có cán sẵn nhá. Rồi quý anh chị em bà con quạt mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý vị bà con quạt mình một cái mẫu dao nhé. Đây là cái mẫu dao Hắc Long. Tên gọi của nó là Hắc Long, như cơn đào Hắc Long, có hình con rồng nhé quý vị nhé. Rồi đây là một cái mẫu là dao thép siêu cứng, CRV siêu cứng em nhé. Nó liền luôn, từ lưỡi cho đến cán luôn nhé. Rồi cho đến tay cầm luôn. Và tay cầm này là bọc nhựa chống rồng, chống êm tay nhé. Cực kỳ là ngon luôn. Cái dao này thì nó cực kỳ đa năng, nó có thể vừa thái này, vừa chặt này. Chặt gà cực kỳ là ngon luôn nhá. Các rau các kiểu, con là điệu thì thoải mái cho em rồi. Một con dao này để bếp thì nó cực kỳ là đa năng rồi. Thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ sale cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy với một cái giá cực kỳ là đẹp luôn nhá. Với chỉ có 65.000 một cây này. Giờ có bọc nhựa, bọc da nhá, bọc da bên ngoài. Cực kỳ là đẹp luôn, đeo đi đâu cũng được, cũng rất là an tâm nhá. Và có bảo vệ lưỡi luôn nhá, có bảo vệ lưỡi luôn đây, cái này là bảo vệ lưỡi luôn này. Mình về mình xài xong mình bảo vệ lưỡi cực kỳ là ok luôn nhá. Rồi quý vị bà con bác mình quan tâm thì alo cho em nhá, với mẫu dao Hắc Long này nhá. Tiếp theo em lên cái mẫu sản phẩm kéo cắt cành trên cao quý vị nhá. Đây là mẫu kéo cắt cành trên cao, thì đây là cái lưỡi này, thì mình có thể đưa vào mình cắt nhá. Đây nhá, nó là cái lưỡi mình đưa vào mình cắt cho em nhá, lưỡi để vừa cắt này. Còn đây là lưỡi này để mình cưa những cái cành trên cao nhé, cực kỳ là ngon luôn. Hai hàng bao chất lượng, bao xịn sò, có dây dở theo kèm luôn. Đây một bộ hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 150.000 nhé, 150.000 một cái bộ sản phẩm cái bộ dao kéo cắt tỉa cành trên cao nhé, có kèm theo lưỡi cưa luôn. Đấy, quý vị về lắp vào cho em nhé. Rồi quý vị quan tâm thì alo cho em này, chỉ có 150.000. Em liên tiếp cái mẫu sản phẩm đuôi đèn cảm biến cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhé. Đây là cái mẫu đuôi đèn cảm biến này, khi mình có bóng đèn người đi qua ấy, khi mình đấu rồi luôn luôn chế độ chờ nhá,
thì có bóng đèn đi qua, bóng người đi qua là nó sẽ tự phát sáng cho mình. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Là nó cực kỳ hay luôn. Thì nó đỏ trong vòng tầm 1 phút là nó sẽ tự tắt nhá. Rồi đây là cái mẫu đuôi đèn cảm biến cho em. Đấy, có mình về mình mua về đấu nhá. Đấu vào hai cái sợi dây này, vào hai cái dây nguồn và luôn luôn để ở chế độ chờ bật như vậy thì nó sẽ tự sáng đấy. Có gì cần gọi nhất nhất có ánh ánh sáng đi qua là nó sẽ tự phát sáng cho mình này. Nó cực kỳ là hay nhá. Và ngày hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này với giá chỉ có là 50.000. 50.000 một sản phẩm quý vị nhá. Rồi, quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em này. Một đuôi đèn cảm biến như vậy cực kỳ là hay nhá. Về lắp nhà vệ sinh này, hành lang này, đặc biệt là để chống trộm nhá, ở các cổng luôn. Khi vào có người đi đến là nó tự phát sáng, là nhiều lúc nó hơi giật mình cho em nhá. Cực kỳ hay đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Chỉ cần ấy là nó sẽ phát sáng như vậy. Chỉ có 50.000 thôi. Nhanh chân nhanh tay mua về để bảo vệ ngôi nhà của mình quý vị nhá. Rồi về tiếp cái lô sản phẩm bình giữ nhiệt quý vị nhá. Là bình giữ nhiệt mẫu 8 lít và 10 lít cho em, hàng cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhá. Đây, cái loại này thì trong inox này, ngoài inox luôn, bọc ở giữa là bọc cách nhiệt, cực kỳ là giữ nhiệt, nước sôi, nước lạnh, nước đá gì cũng xài được hết quý vị nhá. Hàng bao chất lượng luôn, có vòi xả nước cho em này. Thì hôm nay em sẽ sell trên kênh thì giá cực kỳ là rẻ nhá. Rồi con 8 lít thì 220, còn con 10 lít là 250.000 nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu quan tâm, bà con nào có nhu cầu sử dụng thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cái màu keo dán đa năng cho quý vị nhé. Đây là cái sản phẩm keo dán đa năng với một cái tiếp keo như này thì nó là 60 gram nhá. Rồi, nó dán được trên tất cả các bề mặt quý vị nhé. Đấy, keo dán đa năng sắt, nhựa, gỗ, thép, inox là gì cũng sáng được hết ha. Gạch men, gạch đầu, cái dán cực kỳ là ngon nhá, cực kỳ là chắc chắn luôn. Thì hôm nay em sẽ sell cái sản phẩm này cho quý vị bà con hoặc mình về dùng nhá. Rồi thì 25.000 một tiếp nhá. Đấy, 25.000. Quý vị mình mà mua về ấy, mà xài mà sử dụng đấy, mà còn lại ấy, chưa sử dụng đến thì mình để nào vào những cái khu vực mát như chẳng hạn như mình bỏ trong bao bóng nhá, bỏ vào tủ lạnh thì mình có thể lần sau mình có thể tái sử dụng ok nhá. Máy xây dựng Tân Phúc xin kính chào toàn thể quý anh chị em bà con cô bác trên khắp mọi miền tổ quốc nha. Rồi quay trở lại với kênh máy xây dựng Tân Phúc ngày hôm nay. Hãy Tân Phúc sẽ xài sale và xả rẻ một cái số mặt hàng về hàng kim khí nha, hàng kim khí giá siêu rẻ luôn cho toàn thể quý anh chị em bà con cô bác mình. Rồi chỉ 10.000 nha, 10.000, 20.000 là có sử dụng rồi, về dùng rồi nha. Rồi đầu tiên em sẽ lên cho toàn thể quý anh chị em bà con cô bác mình một cái sản phẩm nha. Đây là một cái dao cắt rọc giấy này, hàng này là hàng bao xịn luôn, bao ngon nhá. Hàng dao cắt rọc giấy cho em. Đấy, hàng này là bao vip, bao xịn sò. Rồi hôm nay sẽ sale với giá chỉ có 10.000 một cây thôi. 10.000 một cây nhá, số lượng thì bao la, anh nào xị lẻ hay có hết nhá, đầy đủ bạc ngàn chứ xưa luôn. Rồi tiếp đến là một cái sản phẩm nữa, đấy là một cái bộ tô vít, bộ lục giác nhá, bộ lục giác cho toàn thể quý anh chị em bà con bạn mình này. Một cái bộ lục giác này là giác ca, giác sao, giác bông, giác bi. Đây có hai loại luôn nhá. Giác đây là giác bi này. Hàng này là hàng ZT, hàng ZT, hàng USA, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò quý vị nhá. Đấy, được mạ chrome siêu bóng luôn. Đấy, hàng này là chống rỉ dẹt cho em. Hàng chất lượng, bao xịn sò. Đấy, sale với giá 50.000 một bộ nhá, 50.000 một bộ. Hàng ZT USA cho em, này hàng cực kỳ là VIP luôn. Đấy, một bộ như vậy là 50.000. Còn anh nào muốn lấy dẹt lục giác mà giác bông nhá, bông ấy. Đấy, bông là 55.000 cho em. Đấy, thì cái màu lục giác bông này ấy là nó là cái màu nhá, thẹp CRV. Đấy, hai cái màu này là hàng cùng một công ty luôn. Đấy, thẹp CRV siêu cứng, siêu xịn sò cho toàn thể quý vị bà con bạc mình. Đấy, để em bóc ra một bộ đây. Đấy, bóc ra một bộ cho quý vị nhá. Đây, thẹp CRV này nhá. Đấy, nói như nào là có như đấy nhá. Đấy, được dập nổi trên thân luôn. Này, cực kỳ là xịn sò luôn. Siêu bóng bẩy luôn nhá. Chống rỉ rạch cực kỳ là VIP luôn. Siêu cứng luôn. Những cái đầu này nó tôi bao cứng luôn, bao xịn sò. Đấy. Chỉ có 55.000 một bộ nhá. 55.000 một bộ là lục giác bông cho em này. Rồi, tiếp đến là cái bộ một cái sản phẩm nữa. Đây là một cái cây tô vít. Đây là cái màu tô vít tăng giảm quý vị nhá. Tô vít tăng giảm này. Tô vít này là mình có cái lỗ bên luôn. Đấy, có thể là dùng bằng trợ lực, bằng tay, bằng chữ L, cần chữ L, chữ T như này. Mình khi mình siết mình vặn cho nó có lực nha. Còn không ấy là nó là
tăng giảm quý vị nhá, có thể rút cái đầu này ra. Đấy, mình có thể rút ra. Rút cái đầu này ra nhá. Đây, rút ra và mình giặt lên đây này. Nó là tăng giảm cho em nhé, nó là tăng giảm này, cực kỳ. Mình nhấn cái nút này vào nhá, nhấn nút vào. Đấy, nhấn nút vào cho nó vào. Ok chưa? Đấy, em một tay nhá. Đấy, một tay cho nên nó có thể tăng giảm được nhá, tăng giảm được cho em. Đây, em vào rồi nhá. Đây, cực kỳ là ngon luôn, tăng giảm thoải mái luôn nhá. Đấy, hai đầu luôn. Đấy, sale nhá, sale giá xỉ lẻ bao luôn này. 10.000 đồng một cây nhá, 10.000 một cây thôi. Giá phải nói là siêu rót, siêu rẻ luôn. Rồi đến đi sản phẩm tiếp theo này là một cái kéo. Cái kéo này là kéo tỉa bấm chồi. Đấy, bấm chồi chồi non ấy, chồi cành ấy. Đấy, chồi cành non, chồi lá, cực kỳ là đẹp đúng nhá. Rồi, nhỏ gọn siêu đẹp như này, có lò xo tăng giảm như này, cực kỳ vip nhá. Rồi, bác nào cắt lông bụi cũng cắt được luôn, tỉa lông bụi cũng tỉa được luôn nhá. Rồi, hàng là bao ngon rồi, hàng là hàng nội địa Taiwan. Nội địa Taiwan nhá, được dập nổi cho như này. À, công nghệ thì nó cấp công nghệ đấy là liên doanh Việt Taiwan, Nhật Taiwan nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn, là hàng liên doanh như này. Rồi, sale với giá chỉ có là 55.000 nhá, 55.000 một cây. Đấy, cực kỳ là ngon nhá. 55.000 nhá. Anh nào mốc được thì alo cho em này. Rồi, tiếp đến là cái bộ sản phẩm một cây thước mét nhá, một cái cây thước mét cho em này. Thước mét này là thước mét hai đầu, thước mét hai mặt nhầm nhá, thước mét hai mặt cho em. Có lỗ bang luôn. Đấy, một đầu một mặt là lỗ bang nhá. Anh nào có cần lỗ bang thì mình theo cái chế độ phong thủy ấy thì có lỗ bang đằng sau này. Còn trước này là thường, số lớn cho dễ nhìn nhá. Rồi, thước 7,5 quý vị nhá, thước 7,5 cho em. Hàng này là bao xịn sò rồi. Đấy, hàng này là bao có bọc cao su bên ngoài này, chống vỡ này, cực kỳ là đẹp nhá. Rồi, 55.000 một sản phẩm quý vị nhá, 55.000 một sản phẩm. Quý anh chị em bà các bạn mình có nhu cầu quan tâm thì cứ alo cho em nhá. Xì lệ đầy đủ hết. Em xin tiếp cái mẫu sản phẩm gối massage cho bà con các bạn mình nhá. Đây là cái mẫu gối massage này, để trị các bệnh như đau vai gáy này, đau vai này, đau vùng, đau lưng này. Đây nhá, cực kỳ là đã luôn. Dòng này thì nó là 20 bi luôn, 20 bi siêu khỏe luôn quý vị nhá. Đây, nút mở nguồn bên này, có đèn luôn, báo cực kỳ bao khỏe nhá, mình tì đè thoải mái luôn, nằm trên thổ cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Đấy, thì cái sản phẩm này ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 280.000 này. Nó có rất nhiều chức năng nhá. Đây, mình bấm vào đây xoay ngược xoay xuôi hay là lớn nhỏ, rùng lớn rùng ít tùy mình nhá. Và tặng kèm theo một cái massage mini cho quý vị bà con của bạc mình. Đấy, tặng kèm theo một cái massage mini nhá. Rồi, massage mini ở đây. Rồi, quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cái mẫu sản phẩm tô vít đóng quý vị nhá. Đây là một cái mẫu tô vít đóng hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Đây là cái mẫu tô vít đóng 1/2 nhá. 1/2 cho em. Đây là tô vít đóng, đóng này là cái đầu này là đầu 1/2 nhá. Đây, mình có thể cái này cực kỳ là đa năng luôn, có thể đóng này, đóng tô vít này, ba ke đầu dài ba kiểu này, và đóng mình lắp có thể lắp đầu khẩu nhá. Đây là cái đầu này là đầu khẩu 1/2. Đấy, có thể lắp cái đầu khẩu 1/2 này vào nhá. Mình những con ốc ấy là mình có thể đóng luôn ra luôn. Đây là nó có trợ lực nhá. Khi mình chuyển qua cái vào ra này thì nó khi mình đóng nó sẽ trợ lực, nó sẽ tự động rùng và đóng cho nó con vít nó rơi nó ra nhá, nó bong ra cho nó dễ. Đấy, và được tặng kèm này. Đấy, tặng kèm nha quý vị nhá. 10 máy mũi đây, 2 4 6 8 10 này. Đấy. Nhiều mũi như này nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 190.000 nhá. Hàng này là hàng của Đức, cực kỳ là xịn sò luôn. Quý anh chị em bà con của bạn cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em lấy tiếp cái mẫu sản phẩm kính hàng điện tử quý vị nhé. Đây là mẫu kính hàng điện tử. Thì cái kính hàng điện tử này nó là có chế độ auto. Auto có nghĩa là tự động nhá. Khi mình hàng thì nó sẽ tự động tối cho mình nhá, không làm bị hư hỏng đau mắt của mình nhá. Đấy, để muốn bảo vệ cho đôi mắt của mình luôn ok, luôn luôn trong sáng và không bị mờ nhòe, thì khi hàng ấy thì mình nên sử dụng một cái kính hàng điện tử tự động này nhá. Đấy, nó sẽ tự động điều chỉnh ánh sáng cho mình. Đấy, khi mình hàng thì nó sẽ tối và khi không hàng thì nó sẽ sáng, mình sẽ vừa nhìn thấy nhá. Rồi, khi mình về mình sử dụng thì mình bóc cái lớp dầu ngoài này cho em nhá. Đấy, cho nó trong ra, cho nó sáng ra. Thì ngày hôm nay trên kênh của em sẽ sale với giá chỉ có 110.000 nhá. 110.000 một sản phẩm. Đấy, quý anh chị em bà con ngoài cần quan tâm thì alo cho em nhá. Tấn Phúc lên tiếp một cái màu sản phẩm rùa
cho cả nhà mình nhé. Đây là cái màu rùa gồm có 5 cây. Đây là rùa này là rùa bé nhé, rùa mini. Đây gồm có 5 cây hàng Kabushi nhé. Hàng Kabushi cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhé. Hàng Nhật Kabushi nhé. Đây bao VIP luôn. Đây mình về mình rùa, đặc biệt là rùa để rùa cái những cái chi tiết nhỏ ấy là cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, đây rùa lưỡi cưa xích này. Đấy là rùa cưa, rùa giữa các kiểu con là điệu mình muốn rùa gì rùa nhá. Những cái chi tiết nhỏ, máy móc nhỏ nhá. Đây gồm có 5 cây này, gồm có cái bẹp này, cái tròn nhá. Cái tròn và tam giác có này, vuông có này và bầu dục có này, có đầy đủ gồm có 5 cây như này. Thì hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này cho bà con của bác mình về xài nhá. Rồi, với giá chỉ có là 95.000, đấy, 95.000 gồm có một hộp như này nhá. Hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Rồi, quý anh chị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên tiếp một cái mẫu sản phẩm, đấy là cái máy mài khuôn, mài lụa mini cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình nhá. Đây, và phụ kiện theo kèm của mỗi nó là gồm có 100 món chi tiết theo kèm quý vị nhá. Đây, gồm có mũi khoan này, mũi đá, đá mài, đá cắt, đá gầu các kiểu đầy đủ như này. Thì cái sản phẩm này là hàng của Thái Lan nhé, hàng sang Thái Lan, bởi nhập khẩu bởi công ty Anh Phát nhé. Đấy, tem chống hàng giả cực kỳ là ngon này nhé, có điều chỉnh tốc cho quý vị này. Đấy, có điều chỉnh tốc 6 số nhá, thang ngoài này cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, mài khuôn mài đũa mini có dây là nối dài để mình mài những cái con ngóc ngách đằng trong này. Đấy, mài ấy này mình nối theo nhé, và các đầu nối theo kèm, các kia đầu này đấy nhá, các đầu kẹp theo kèm rất là đầy đủ luôn. Thì ngày hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có 450.000 thôi. 450.000 một cái sản phẩm như này nhá. Đấy, 100 món chi tiết theo kèm như này. Mài khuôn mài lụa, đây hàng nhập khẩu Thái Lan cực kỳ là xịn sò. Để quý anh chị em bà con bạn cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên tiếp với hộp sản phẩm bào rau củ quả nhá. Đây là một cái vị dao gọt hai mặt này, hay dao gọt rau củ quả này, bào củ quả nhá. Và cái mẫu làm như những cái không hình nhé, nó cực kỳ là đẹp luôn. Đây, mình cắt cọc tỉa hoa quả cực kỳ là xịn sò nhá. Đây là hàng cao cấp luôn, hàng cao cấp cho toàn thể quý vị mình nhá. Inox chống rỉ rác này, hàng cực kỳ là VIP rồi. Rồi ngày hôm nay em sẽ sell vào một cái bộ com lê như này với giá chỉ có 50.000 quý vị nhá, 50.000. Đấy, quý anh chị em bà con của mình ấy quan tâm thì alo cho em nhá. Sản phẩm bao chất lượng cho quý vị bà con của bác mình xài nhá. Em lên một cái tuyệt phẩm cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác. Cô chú anh thì thường xuyên hay uống nước chè này, nước sôi ấm này và nước chè xanh nhá. Rồi một cái bình dung tích 2 lít này, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đây là hai lớp luôn, hai giữ nhiệt cực kỳ là ok luôn nhá. Hai giữ nhiệt, bao cho giữ nhiệt cả ngày thoải mái cho em nhé. Hai lớp inox cực kỳ là dài dặn luôn, hàng cực kỳ là chắc chắn và xịn sò nhá. Rồi đấy, có nắp đầy như này và lúc nào mình sử dụng thì mình nhấn cái nút này lên nhá, là mình nó sẽ tẩy nước ok. Còn bình thường mình mở ra thì sẽ đóng lại nhá. Cực kỳ là đẹp luôn. Với dung tích 2 lít ngày hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có 150.000 thôi nhá. 150.000 một cái bình như này quá tuyệt vời, quá đẹp và quá chất lượng luôn. Quý anh chị em bà con bạc mình ấy, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cái màu cao dáng vai gáy nhá. Bác nào mà thường xuyên đau vai gáy này, mỏi cổ, mỏi lưng này, đấy, hoặc là đau cổ tay, cổ chân thì mua một cái hộp này về dán nhé. Đây là cao dán vai gáy ngải cứu cho em, gồm có một cái hình như này, là nó rất là dễ dán. Dán ở đâu cái vị trí nào cũng nó có thể cong queo cũng được nhá. Rất chi là dễ này và nó là độ bám rất chi là cao và cái ngải cứu này nó rất là nóng nhá. Rồi, với là một hộp như này gồm có 12 miếng cho em này. Hôm nay em sell cho tất cả quý bà con các bác mình về xài với giá chỉ có 20.000 đồng một hộp nhá. 20.000 đồng một hộp thôi. Em lên cái mẫu đèn pin mini cho quý bà con của bác mình nhá. Rồi, đây là một cái mẫu đèn pin mini hàng Nhật xịn sò cho em nhá. Rồi, nó là dòng mini nhưng mà nó đầy đủ chức năng luôn. Đấy, một cái tính năng cực kỳ là xịn sò nhá. Rồi, có móc gài áo này, có khuy gài áo cái quần nhá. Rồi, cực kỳ là đẹp rồi. Nó là có thể tăng giảm xa gần luôn nhá. Rồi, siêu sáng này với một cái chất lượng mini đèn siêu sáng, nó có nhiều có thể rọi xa này nhá. Phóng to thu nhỏ cho tùy thủy cho mình nhá. Gần thì mình phóng to ra mà xa thì mình có thể nhom nhỏ lại để phóng xa nhá. Đấy là tính năng đầu tiên. Tính năng thứ hai là mình có thể là đấy, đèn bên đông khi cấp điện này, cần cái đồ sáng rồng này, mình có thể nhá, với một cái bóng đèn LED siêu sáng như này, nó siêu sáng như quý vị nhá. Nó đấy, siêu tiết kiệm điện luôn. Rồi có thêm một cái tính năng nữa đấy là nhấp nháy để báo hiệu sự cố cho em nhá. Rồi. Này thân lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình ấy, với được cái giá cực kỳ đẹp luôn nhá.
40.000 một cái cho em, với giá chỉ có 40.000 thôi, có kèm theo dây sạc cho nó này. Nó nằm trong một cái hộp nhựa nhé, siêu chất lượng như này. Rồi quý anh chị em bà con của bạn mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Em lên cái màu mùi khoang nhé, đây là hộp mùi khoang Ryobi nhé, hàng Japan cho em này. Đấy, nó gồm có là 2 mùi 6, 1 mùi 8, 1 mùi 10 và 1 mùi 12 nhé, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đây là cái màu mùi khoang đa năng, hàng cao cấp cho em nhé. Đấy thì mình về mình khoang kiếng này, khoang gạch men này, khoang đá này, khoang tường này, hay khoang gỗ, cực kỳ là sướng nhá. Đấy, cực là đã luôn. Với cái mẫu đầu lục giác nhé, đầu này là đầu lục giác, có thể lắp vào bu lông khoang pin được luôn nhá. Đấy, với giá chỉ có 120 thôi, 120 một hộp cho em nhá. Tiếp theo ngày hôm nay dọn khói, còn có một cái lô một thùng cái lưỡi cưa xích tròn nhé. Cái lưỡi cưa xích này là để lắp vào máy mài quý vị nhé, để lắp vào máy mài này nhé. Máy mài xài lượng một tấc ấy, một tấc mốt để mình cưa cây đó, nó rất là dễ sử dụng nhá. Rồi cưa xích tròn cho em này, ngày hôm nay còn thùng dòng kho thanh lý với giá này 50.000 thôi nhá. Thanh lý với giá chỉ có 50.000 thôi. Quý anh chị em bà con của bạn mình có quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên tiếp cái mẫu xăm thịt bằng tay cho quý vị mình nhá. Đây là một cái cây xăm thịt bằng tay này, hay nhà mình hay nấu ăn ấy, làm thịt nướng này, hay là chiên, là rang này, rám này đó, thì mình thịt sườn ấy thì mình xăm cho nó mềm, nó thấm gia vị, nó cho ăn cho nó ngon nhá. Thì mình nên mua một cái này về này nhá, mình xăm vào cho nó mềm, xăm vào thịt nhá. Đấy, khi mình xăm là nó như này, nó sẽ tự động như này nhá. Rồi, và đây là cái này là sắt chống inox nhá, chống rỉ rẹt cho em này. Đấy, cực kỳ an toàn vệ sinh luôn ha, cái này bằng nhựa. Nó cực kỳ là về hợp về an toàn vệ sinh như này. Rồi, thanh lý với giá chỉ có 25.000 một cái nhá. 25.000 một cái. Đấy, quý anh chị bà con của bác mình có nhu cầu thì alo cho em này. Em liên tiếp với hộ sản phẩm máy cào râu cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình này nha. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy cào râu hai chức năng. Đấy, hàng này là hàng bao xịn sò đây, bao chất lượng nữa nhá. Đấy, bao cho tất cả các quý ông có những cái bộ râu như rễ tre hay là rễ dừa gì ấy, đồng chơi tất được hết nhá. Rồi, cực kỳ là đã luôn nha quý vị nhá, cực kỳ là đã luôn này nha. Bao khỏe luôn nhá. Nó có hai chế độ này, cào râu này và có chế độ cào lông mặt nhá. Đây, bật lên trả cào lông mặt cho em, cực kỳ là sướng luôn. Đấy, cực kỳ tiện lợi nhá. Và sạc thì pin nó nằm trong rồi nhá, mình chỉ cần đẩy cái này lên là mình sạc thôi. Đấy, xài sử dụng hết, đẩy cái này lên là sạc, cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mình với giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000 nhưng mà có một cái sở hữu một con máy cào râu bao chất lượng, bao xịn sò như này, siêu tiền lời, siêu gọn nhẹ như này, cực kỳ là đã nha. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Tiếp theo em lên cái mẫu pin và sạc cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nha. Rồi, pin đây là pin 18650, pin này là pin tái sử dụng quý vị nhá. Đây, về số lượng cực kỳ là đã luôn. Đấy, bao cho tất cả quý vị bà con bạc mình sử dụng nhá. Rồi, pin này là pin đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Xài những cái quả pin như máy để thay thế máy massage này, rồi như đèn pin này, đấy, mà mình có thể những cái quả pin này là tái sử dụng nhá. Pin 18650 này là pin cho những như cái quả pin của máy khoang pin ấy, là pin hơi lớn nhá. Đấy, khác với pin remote điều khiển mình ấy, lớn hơn nhá. Rồi, pin này là tái sử dụng được, pin 18650. Đấy, hàng về số lượng cực kỳ là nhiều, là đã luôn quý vị nhá. Rồi, thanh lý này, một quả 15.000 nhá, một quả 15.000 cho em. Và kèm theo đấy, sạc này, và sạc này, sạc đế nhá. Đấy, một sạc 30.000 một cái này. Sạc là 30.000 một cái cho em nhá. Đấy, sạc về bao la luôn, phục vụ cho quý vị bà con của bạc mình cực kỳ là đã luôn nhá. Sạc 30.000 này, pin 15.000 này. Quý anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Đấy, về số lượng cực kỳ là đã luôn, pin thì đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Em lên cái mẫu tỉa lông mũi cho bà con của bạc mình nhá. Đó, nhiều bà con hay hỏi đấy, về cái mẫu tỉa lông mũi nhá. Đây là cái mẫu tỉa lông mũi bằng tay, nó cực kỳ là gọn nhẹ và tiện lợi sử dụng nhá. Đấy, mình chỉ cái đúc này vào trong lông mũi là nó mình nhấp như này, nó tự cắt cho mình thôi. Đấy, rất là dễ sử dụng nhá. Nó nằm trong một hộp cực kỳ đẹp. Đấy, về phục vụ quý vị bà con của bác mình nhá. Với giá 40.000 một cái này, 40.000 một cái quý vị nhá. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo này. Tiếp theo em lên cái mẫu sản phẩm kìm mỏ quà cho quý vị nhé.
đây là cái mẫu kìm màu quả hàng Nhật cực là xịn sò luôn. Đấy, đây là mẫu này là mẫu lớn nhá, mẫu kìm quả lớn nha em này. Đấy, cái mẫu này thì đường kính cực kỳ là rộng luôn, đường mở của nó quý vị nhá. Đây này, đường kính có mở của nó là 10 phân nha em nhá. Đấy, như này thì quá thoải mái rồi cho quý vị bằng các ống rồi nhá. Rồi, cực kỳ là ngon luôn. Với cái mẫu sản phẩm này thì em bán một cái là 140.000 nha. 140.000 một cái kìm màu quả hàng lớn như này. Cái hàng này hàng Nhật có bao xịn sò luôn quý vị nhá. Có tay bọc này, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đây quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp tục em lên cái mã sản phẩm bình xịt nhá, bình xịt cho toàn thể quý vị mình này. Đây là cái mẫu bình xịt phun thuốc trừ sâu này, hay là bơm nước cho hoa cho lan này, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đây là mẫu này mà hàng cao cấp cực kỳ là xịn sò cho em. Bình cực kỳ dài dằng, bà nén hơi cực kỳ là khỏe luôn. Với cái mẫu này là dung tích 2 lít nhá. Này, hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 60.000 một bình cho em này. Hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, bình cực kỳ dài dằng nhá. 60.000 một bình cho em. Đấy, quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo nhá. Tiếp theo là cái mẫu sản phẩm cái bột nhá. Đây là cái hộp bột để mình thông cống bồn cầu này. Đấy, mình bị tắc nghẽn ấy, lavabo này, ống cống này thì nó bị tắc nghẽn ấy, nhà vệ sinh này thì mình đổ vào nhá. Là nó từ làm phân hủy ấy, cái vật liệu cứng nó xong nó sủi bọt lên là nó mà sẽ thông cống cho mình nhá, cực kỳ là ok và hiệu nghiệm luôn nha. Rồi thanh lý cho toàn thể quý vị mình này, một lò là 25.000, mà bác nào mà mua 5 lò ấy thì em sẽ tính giá 100.000 thôi nha. 5 lò là 100.000, còn một lò là 25.000. Đấy, anh em bà con của bác mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Và đây là cái màu ấm siêu tốc hàng Cucu, hàng cực kỳ là xịn sò và cao cấp quý vị nhá. Hàng bao chất lượng, bao đẹp cho toàn thể quý vị bà con của bác mình này. Với cái dung tích của nó là 2,5 lít quý vị nhá. Cái dung tích của nó là 2 lít này. Đấy, hàng Cucu này, hai lớp nhá. Máy trong thủy ở trong là inox nhá, trong inox và ngoài này có bọc nhựa, hàng bao đẹp luôn, bao xịn sò, bao xài cho toàn thể quý vị bà con của bác mình. Đấy, ngày hôm nay em thanh lý với giá sập nguồn luôn. Với giá chỉ có là 120.000 thôi. 120.000 một sản phẩm. Đấy, quý bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Đấy, số lượng về hàng quá nhiều cho nên thanh lý giá quá sập nguồn luôn. Đấy, nhanh tay nhanh chân lên để có những sản phẩm hay, tốt, đẹp để về sử dụng quý vị nhá. Nay em về lại cái mẫu sản phẩm đèn đổi đầu một bóng cho quý vị nhá. Đấy, với nhu cầu sử dụng cho quý vị về cái mẫu sản phẩm này, hàng cực kỳ là xịn sò cho nên khách đặt quá trời luôn. Hãy về lại tiếp tục để phục vụ cho quý vị bà con của bác mình nhá. Rồi, cái mẫu này thì đèn đôi đầu một bóng này, nó gọi là siêu xa luôn nhá. Đấy, đèn đôi đầu ánh sáng trắng này, cực kỳ là đã luôn. Đấy, bóng led siêu sáng này. Và đặc biệt cái mẫu này ấy, nó là xài pin 18650. Pin của những cái quả máy khoang pin ấy. Đấy, là về xài, lắp vào xài, pin tái sử dụng nhá, pin sạc cực kỳ là ngon luôn. Pin này dung lượng của nó là mình xài 6-7 tiếng thoải mái cho em nhé, 6-7 tiếng thoải mái cho một cái đèn như này. Rồi, có dây sạc theo kèm này. Đấy, có dây sạc theo kèm, có hộp này và dây đổi đầu nhá. Đấy, hàng bao chất lượng cho quý vị mình xài. Rồi, thì hôm nay em về em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bác mình ấy với một cái giá chỉ có là 45.000 một cái nhá. 45.000 một cái, đầy đủ phụ kiện như này. Đây, về chỉ có việc xài thôi. Đấy, hàng bao chất lượng nhá. Này quý anh chị em bà con của bác mình, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Nên em có một cái lô khóa quý vị nhé. Đấy, khóa này là khóa chống cắt. Khóa chống cắt cho quý vị này. Đấy, với là một cái đường kính của nó bề ngang là 5cm nhé. Đấy, đường kính 50mm này. Nó có 3 chìa khóa theo kèm. Khóa chống cắt, cái chống rỉ cực kỳ là ngon nhá. Rồi, thanh lý cho toàn thể quý bà con của bác mình với giá chỉ có là 35.000 thôi. Giá 35.000 một cái nhá. Đấy, quý vị bà con của bác mình, anh chị em mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo về cái mẫu sản phẩm Zippo quý vị nhé, hay một cái mẫu Zippo, hàng bao đẹp luôn, bao nó như bao xanh điều nhá, dành cho những anh hay hút thuốc này, hoặc là chơi hộp quẹt này nhá, hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mua về là mình chỉ có đổ xăng vào, mua xăng đổ vào là xài thôi nhá, có đầy đủ như này, mua về chỉ có việc xài thôi. Và thanh lý này, về một cái lô này nói chung là cũng khá cực kỳ là nhiều luôn, về nhiều quý vị ơi, thanh lý với giá chỉ có 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái thôi. Anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Em mua để ở nhà một cái này, cực kỳ hay nhá. Hàng này là hàng nói chung là
chỉ có xịn sò và chất lượng, bao đẹp, bao bền và bao rẻ nhá, 30.000 một cái cho em. Rồi tiếp theo giới thiệu cho quý bà con của bác anh chị em mình ấy là một cái mẫu sản phẩm nhé, là một cái mẫu thước kẹp cơ này, hàng cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Hai hàng này là nó cái được kích thước của nó là 150mm nhá. Rồi này, hàng này là bao chuẩn bao chỉnh luôn, thước kẹp cơ. Cái hàng điện tử thì mình xài có thể nó bị sai số, nhưng cái này không bao giờ bị sai số nhá quý vị nhá. Cái đó ngức khẳng trên này rồi và nó được khắc âm nhá. Đấy, được khắc âm nhá, không phải sơn đâu, này khắc âm trong này. Mình mua một cái thước như này mình có thể xài cả đời quý vị nhá. Một cái mẫu cây thước kẹp cơ này, hàng bao chất lượng bao xịn sò như này. Đấy, em thanh lý với giá chỉ có là 120.000 thôi. Đấy, 120.000 quý vị nhá. Đấy, anh chị em bà con của mình đấy có nhu cầu thì alo cho em nhá. Tiếp theo nay về thêm cái màu hút xăng hút dầu cho toàn thể quý bà con của bác mình, anh chị em mình này. Hay đặc biệt những các anh nhá, hay thường xuyên chơi rìu này hoặc đi xa hay chuyển đổi xăng dầu thì mình nên mua một cái này về này, để trong nhà cực kỳ hay luôn nhá. Rồi, một cái này thì nó chỉ cần lắp hai cái dây hai đầu mình bóp là nó sẽ tự hút cho mình nhá. Hút xăng hút dầu chuyển rìu từ bình này sang bình khác không bị đổ vỡ gì hết, cực kỳ là ngon nhá. Đấy, thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi. Đấy, 35.000 một cái nha. Đấy, quý anh chị em bà con của bác mình là ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Rồi, tiếp theo quý vị nha. Đấy, chiều mình là nhớ chiều này. Đấy, cả nhà cùng nhau ăn đồ nướng này. Cực kỳ một cái, em về cái màu sản phẩm bếp nướng điện quý vị nha. Cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ hay nha. Rồi, có điều chỉnh nhiệt độ nha. Điều chỉnh nhiệt độ cho mình luôn. Có đèn báo này, có đèn nhé, kim điện 220 quý vị nhé, kim điện 220. Đấy, và cái đây là cái vị nướng, còn quý vị nào mà muốn ấy hơn thì mua cái vị dài dằng hơn. Đấy, bằng, còn đây là cái lò xo để nướng nhá, hai bên cực kỳ, cái đây là các chân đầy đủ như này, có khăn, có cái khay đựng dầu đựng mỡ dưới này này nhá, cực kỳ là ok luôn. Rồi em thanh lý với giá chỉ có 200.000 thôi. Đấy, cái bộ này em thanh lý giá 200.000 nhá. Rồi mình có nhu cầu thì alo cho em này. Đấy, mốc nhanh thì về ăn đồ nướng quý vị nhá. Tiếp theo lên cái màu sản phẩm tô vít đóng quý vị nhé, cực kỳ xịn sò luôn. Màu này là tô vít đóng hàng Ueta cho em này. Đấy, tô vít đóng nhá, cực kỳ là Anton Ueta này, một thương hiệu cực kỳ là xịn sò. Thì đây là có tô vít bẹp này, bẹp nhá, và ba ke có đầy đủ hết cho em này, cho mình nhá. Đấy, hàng này thì 504 cực kỳ là xịn sò rồi. Cái thép này tôi cực kỳ là cần nhá, đóng mở thoải mái nhá, sửa chữa thì em bao luôn. Hay các anh sửa cho máy thì mua một cái này sửa cả đời luôn đấy, cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi nay em thanh lý với giá chỉ có một cặp như này nhá, một cặp này, một cặp một bẹp một ke như này 60.000. Đấy, một kẹp mà một cặp như này 60.000 nhá. Rồi quý anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm á thì alo cho em nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay cái lô dây thắt lưng cá sấu lại về hàng quý vị nhá. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò và cao cấp luôn này. Đấy, thấy chưa, một cái mặt này hình cá sấu này, da này cực kỳ xịn sò luôn quý vị nhá. Nhìn cái hộp không rồi biết là mê rồi nhá. Nhìn cái hộp không rồi biết là hàng là cũng khá cao cấp và xịn sò rồi. Đấy, da cực kỳ là đẹp nhá. Hôm nay thanh lý với giá chỉ có 150.000 thôi. 150.000 một sợi như này nhá, nằm nguyên trong người hộp. Đấy, quý anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay bên em mới về thêm một cái lô sản phẩm mà đây là một cái cối giả quý vị nhá. Đấy, cối giả chạy trên shop Bambo đấy. À, đây là một cái cối chày, cái chày để dài nhá, và đây cái cối nhá. Cối này là hai lớp nhá, in lớp đặc cho em này, cực kỳ là xịn sò luôn, hàng cực kỳ cao cấp nhá. Đây, và cái đường kính của nó là 10cm này. Đấy, dày dặn cực kỳ là nặng luôn quý vị ơi, cực kỳ phê luôn nhá. Đấy, giả tiêu, giả tỏi, giả ớt, giả cực kỳ gì cũng được nhá, cực kỳ là xịn đấy. Và một cái nắp mình đựng thêm nhá, đây như này, để là nó khỏi bị bung ra nhá. Đấy, mình giả thôi, thoải mái thôi. Và có thèm theo cối này, và cái sản phẩm này thì em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của mình ấy, với giá chỉ có là 110.000 thôi. Đấy, 110.000 quý vị nhé, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Rồi nay em về cái lô mũi khoan này, mũi khoan cực kỳ xịn sò nhá, mũi khoan tháp quý vị nhé. Đây là cái mẫu mũi khoan tháp cao cấp này, nó theo kèm này quý vị nhé, nó theo kèm một cái hộp xịn sò cho quý vị mình luôn này nhá, bóc ra luôn. Đấy, đây nó là gồm có này, yeah, thông số đầy đủ nhá, 32 là lớn nhất nhá, ba loại mũi này, mũi 12 này, từ 6 đến 12 này, rồi 6 tới 20 này, và 6 đến 32 nhá.
và trong đó có kèm theo ba cái mũi nữa. Ba cái mũi này là mũi khoan hợp kim, chuyên là khoan sắt để khoan sắt nhé. Hợp này là mũi này là khoan sắt cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đấy, có thể quý vị nhìn thấy. Đấy, mũi này là mũi 6 này, mũi 4 này, mũi 2 này. Em nó có trong này nhá. Nó kèm theo như này, một cái hộp mũi khoan xịn sò, khoan khắp xịn sò như này. Thì em thanh lý toàn thể quý vị bà con của bạc mình ấy với giá 100.000 thôi. Đấy, cái muốn khoét lỗ lớn thì mình lấy mồi cái mũi nhỏ, xong này đưa cái mũi khoan này nhá. Đưa mũi khoan tháp này vào là doa là cực kỳ là ok luôn. Với giá chỉ có là 100.000 nhá. Rồi, hôm nay về lại cái mẫu sản phẩm là đèn đổi đầu 5 bóng quý vị nhá. Đấy, và hôm nay sẽ thanh lý với giá chỉ có là sập sàng luôn quý vị luôn. Đấy, giá bao thị trường nhá. 40.000 một cái thôi. Đấy, 40.000 một cái nhá. Có 3 chức năng này. Đấy, cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Siêu sáng, phải nói là đèn này là mẫu này là siêu sáng luôn quý vị nhìn thấy chưa? Cực kỳ là đã luôn nhá, 5 bóng nhá. Ôi, làm trong lô trong đồ cả kiểu, đi ban đêm ban ngày cũng được. Đấy, có dây đổi theo kèm này, dây sạc theo kèm cho quý vị mình nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có là 40.000 thôi. Tiếp tục ngày hôm nay về lại một cái lô sản phẩm bơm 2 ống. Em màu bơm này là bơm của Malaysia quý vị nhá. Hay ống bơm cực kỳ là lớn luôn. Đấy, em bao cho các bác bơm xe cày này, xe 7 chỗ này là rất chi là ngon luôn. Xe ba gác này, bơm xe máy thì miệng bàn rồi nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có là 130.000 thôi. Đấy, 130.000 quý vị nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, có đầy đủ như này về là mốc là nhất thôi nhá. Giá siêu rẻ. Tiếp theo quý vị nhá. Đấy, rồi hôm nay có về một cái lô sản phẩm bơm 2 ống này, bơm 2 tí có đồng hồ đầy đủ luôn, ngon lành. Hãy bơm xe 7 chỗ là thoải mái cho em nhá. Hàng này là hàng Nhật cực kỳ cao cấp cho toàn thể quý vị mình nhá. Rồi, hôm nay thanh lý với giá chỉ có 250.000 một cái như này. 250.000 nhá. Đấy, đạt chân có đồng hồ luôn 2 tí này. 2 tí này thì em nói thật cái bao khỏe luôn, bao chất lượng cho toàn thể quý bà con của bạc mình bơm nhá. Bơm xe máy, bơm xe ba gác này, 7 chỗ thoải mái cho em nhá. À, tiếp theo em có về một cái lô mỏ led 12 in hàng bài xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, mỏ led này là 300mm x 36 đấy, cái chiều dài 36 và cái đường mở của nó là 300mm nhá. Rồi, hôm nay chỉ có giá là 95.000 một cái thôi. Hãy thanh lý giá cực rẻ cực sốc luôn. 95.000 quý vị nhá. Đấy, quý vị nào có nhu cầu thì ơi em. Nên em giới thiệu cho toàn thể quý bà con của bác mình nhá. À, ai thường xuyên hay bị nhức mỏi tê bì chân tay này, hãy thấy thường xuyên nổi mụn nhiều ấy, thì mình nên mua một cái này về mình dán nhé. Tối lại mình dán ở lòng bàn chân để hút thải chất độc nhá. Đây là cái màu thuốc dán lòng bàn chân để hút thải chất độc. Đấy, cực kỳ hiệu nghiệm quý vị nhá. Đấy, một hộp gồm có 50 miếng này, cực kỳ là ngon luôn. Em cũng đang dán luôn nha, hiệu nghiệm vô cùng luôn. Nay thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhé. Một hộp là 50.000 nhá. Một hộp chỉ có giá 50.000 thôi. Đấy, cực kỳ là xịn sò. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm là bình trà giữ nhiệt quý vị nhé. Cái bình trà này là nó là gồm có hai lớp này, trong ít nút này, ngoài sơn này, cực kỳ là ngon nhá. Thì cái này mình có thể giữ nhiệt tới 24 tiếng đồng hồ quý vị nhá. Đấy, nó có thể pha trà, pha cà phê này và có cả lọc luôn, cực kỳ là ok luôn nhá. Đấy, nó là tròn vẹn một cái như này. Còn đây bên trong của nó này, hàng cực kỳ cao cấp quý vị ơi. Và hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình với giá chỉ có là 130.000 thôi nhá. 130.000. Đấy, quý anh chị em có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Nên em có về thêm một cái lô sản phẩm mà bút làm dấu nhá. Bút làm dấu cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Đây là mình làm bằng tay bằng cơ nhá. Và đây là cái mẫu sản phẩm bút làm dấu bằng đồng nhá. Đấy, hàng nội địa siêu xịn sò luôn. Đấy, hàng bại nội địa cực kỳ là ngon nhá. Và cái đầu này là đầu thép siêu cứng này nhá. Nó sẽ làm được trên tất cả các vật liệu này. Đấy, sắt này, nhôm này, gỗ này. Mình cần khoan cái mình làm dấu để định vị cái điểm cho nó chính xác ấy thì mình sử dụng nhá, cực kỳ là ngon luôn. Và bây giờ em sẽ test thực tế vào cái vật liệu sắt hộp này, dày 1.4 này, siêu ngon nhá. Rồi, bây giờ em sẽ test thực tế cho quý vị cùng xem luôn nhá. Đấy, nổ cực kỳ là sướng luôn quý vị nhá. Và có dấu này nhá, có dấu nhá. Nếu như mình thấy mờ thì mình có thể làm lần 2-3 cái này. Đấy, mình lên đó, mình làm chơi một cái nữa thì quý vị nhìn thấy nhá, cực kỳ là ok luôn.
khoang không bao giờ bị lệch tâm nha. Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình với giá chỉ có 50.000 một cái thôi. Hàng Nhật nội địa cực kỳ xịn sò nha. Tiếp tục ngày hôm nay có một cái lô sản phẩm này nha. Đây là cái màu kéo. Kéo này là kéo đa năng. Đấy, có thể đánh vảy cá này. Có thể mở hộp này. Đấy, mở thịt hộp nha. Rồi. Cái màu kéo này là kéo siêu xịn sò luôn. Kéo Nhật xịn cho toàn thể quý vị bà con mua của bạn mình nha. Đa năng với giá chỉ có 80.000 thôi. Hàng Japan. Đấy, 80.000 một cái này. Đấy, mua về mà sử dụng nhà bếp. Cắt gì cũng được thì quý vị ơi. Cực kỳ là ngon luôn nha. Cực kỳ dài dằng và xịn sò luôn. Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị em bà con cô bác trên mọi miền tổ quốc nha. Rồi tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em ấy sẽ thanh lý một cái mô lô sản phẩm máy mài góc xài lưỡi một tấc một quý vị nha. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy mài liên doanh Việt Nhật hàng cao cấp, bao chân chuyển công trình, bao cày kéo gia đình công trình em bao tất nha. Và đặc biệt cái mẫu sản phẩm này ấy, là nó có điều chỉnh tốc đấy, nó để có điều chỉnh tốc quý vị nha. Đây mình muốn nhanh thì chậm thì chậm thì nó nằm ở đây nhá. Rồi và nó thang ngoài rất chi là dễ thay thế này, công tắc bóp nha. Đấy, gia đình công trình gì dễ xài cũng ok hết nhá. Rồi máy thì bao khỏe, bao chất lượng rồi, thì nó cái công suất của nó lên đến là 850W nhá. Đấy, vòng tua của nó thì cực kỳ cao rồi, 11-12.000 vòng trên một phút nhá. Và nó là xài lưỡi một tấc một cho em này. Đấy, đó là những cái chi tiết về máy móc này. Và đây ngày hôm nay có nhiều bác cái hỏi cái máy này là dây đồng hay dây nhôm, thì ngày hôm nay em đã bóc tách ra luôn cho quý vị cùng xem này. Đây là cái dòng sản phẩm bao chất lượng cho toàn thể quý vị mình yên tâm mà xài nhá. Rồi đầu tiên đây là một cái đồ riêng, nhìn cái mở của nó này, đây là một cái dòng mở chiều nhiệt cao nhá. Mở này bình thường đấy, mở bò màu vàng nhá, còn cái đây là cái mở này là mở trắng, mở này là mở chất lượng cao, mở siêu chiều nhiệt đấy, chiều nhiệt lên đến tầng 1200 độ C. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, nó không bị tan chảy nhá. Cho nên mình cứ xài thoải mái, cực kỳ là ngon rồi. Đấy là đầu tiên là một cái như vậy. Và thứ hai, đây là cái bộ rotor. Đấy, bộ rotor của nó này. Đấy, chưa? Được đan này, được đan và chằng dây cực kỳ keo. Keo chống cắt điện cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Bi bạc cổ gọp này, siêu dài luôn nhá. Cổ gọp này siêu dài luôn. Rồi, hàng là cực kỳ cao cấp, rotor được đấy, rồi ra chụp nội trừ in ấn cực kỳ là ok này. Đấy, nhung này, cái bộ nhung của nó là làm bằng thép này. Thép này là thép siêu cứng nhá, cho nên mình xài bao chất lượng luôn nhá, không phải lo bàn nghỉ hết. Và dây đồng 100% tuyệt đối quý vị ơi. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, em là mở bên trong rồi, cho quý vị mở ra để xem luôn. Nhiều bác nói dây đồng hay nhôm, bây giờ em là mở ra chính thức cho quý vị mình cùng xem là như này nhá. Và phụ kiện theo kèm của nó này là tay cầm này, khóa mở này, lá trắng này. Đấy, và được tặng kèm theo một cái cặp chổi thang chính hãng theo máy nhá. Cặp chổi thang chính hãng theo máy. Ngoài cái cặp chổi thang ở theo máy rồi, nó còn được càng kèm theo một cặp chổi thang như này nữa. Là quý vị cứ xài thoải mái đấy, và cực kỳ dễ thay thế này, thang là thang ngoài nhá. Mình có thể sử dụng hết là mình có thể mở ra đấy, rất chi là dễ dàng này nhá, để thay thế cho em này. Và ngày hôm nay bên kênh em sẽ tặng kèm theo cho quý vị mình mua một máy mà tặng kèm 3 sản phẩm nhá. Đấy, 3 cái lưỡi cắt đá này, 3 cái lưỡi cắt đá cho em này. Và một cái bút thông mạch này, bút này là bút đo thông mạch cho em này, bút điện tử nhá, đo thông mạch cực kỳ ok chưa. Đấy, mình dây giờ ở trong tường mà đất thì mình có thể rò được nhá, cực kỳ là ngon. Đấy, có dây nóng là nó sẽ hiện lên màu đỏ, còn bình thường nó sẽ màu xanh. Đấy, và một cái cây tô vít tăng giảm, tô vít này tô vít tăng giảm quý vị nhá, có thể tăng dài ngắn này. Đấy, và nó là tô vít hai đầu. Đấy, được tặng kèm theo 3 chi tiết như vậy, 3 sản phẩm như vậy quý vị nhá. Và ngày hôm nay bên kênh của em chị thanh lý với cái giá sản phẩm không thay đổi nhá, 350.000, và được tặng kèm theo rất chi là nhiều sản phẩm cho em này nhá. Đấy, còn mấy chục con thôi, em thanh lý nốt cái lô này để em về nhập cái lô mới. Cho nên quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghim trên màn hình nhá. Tiếp theo ngày hôm nay bên em có về thêm một cái lô sản phẩm quý vị nhá. Đấy, đây là cái màu bóng đèn led này, siêu đẹp luôn. Đấy, đó là 7 màu nhá, led 7 màu cho em. Và đặc biệt cái màu sản phẩm này là nó có thể chiều được nước nhá, mình có thể lắp trong bể cá này, ngoài trời mưa này, đều xài sử dụng ok. Và nó gắn liền theo cổng USB nhá, mình găm vào cái cổng USB hoặc cái cụ sạc điện thoại nhà mình ấy, mình găm vào thì nó sẽ dùng xài điện 5V nhá. Rồi đây, quý vị nhìn thấy chưa, đây em ngâm vào cái này vào trong cái bể nước luôn này, cực kỳ ok luôn nhá.
không làm sao hết quý vị ơi. Đấy, cực kỳ là ngon. Đây, đây là cái điểm cuối của nó này, đây là cái điểm cuối của nó nhá. Đấy, ngâm vào nước cầm cũng không sao hết nhá. Vì nó là chức năng của nó là không bị nhiễm nước, không bị giật nhá. Cho nên quý vị mình mua về xài trong bể cá này, trang trí ngoài trời này cực kỳ là ok luôn. Và cái màu này thì nó có rờ móc theo kèm nhá. Rờ móc theo kèm mình điều chỉnh theo cái màu, màu mình tùy thích nhá. Đấy, màu gì mình chọn thì mình chơi cái đó nhá. Rồi, có đầy đủ các chức năng như này, có rờ móc ngon là ngàn đào chưa. Thì cái sợi dây này nó dài là 10 mét quý vị nhá. Dây dài 10 mét cho em. Đấy, nó nằm một cái cuồng như này. 10 mét cực kỳ là ok. Và hôm nay em thanh lý với cái giá siêu rẻ luôn. Đấy, giá rẻ bao toàn quốc cho toàn thể quý vị anh chị em bà con của bạc mình. Với giá chỉ có 90.000 một cuồng nhá. 90.000 một cuồng cho em. Đấy, anh chị em nào quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Rồi tiếp theo em sẽ lên một cái mẫu sản phẩm về dụng cụ y tế cho mọi gia đình nhá. Đấy, thì nhà nào cũng nên dùng có một cái này trong gia đình này. Hãy nhớ đứt tay như nào đấy quý vị nhá. Rồi, đây là cái băng keo cá nhân. Đấy, băng keo cá nhân kháng khuẩn y tế quý vị nhá. Rồi, một hộp như vậy là 100 cái này, một hộp một vậy là 100 cái này. Thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý giá siêu rẻ cho toàn thể quý vị bà con của bác mình về dùng này. Với giá chỉ có 20.000 thôi. Đấy, 20.000 100 cái quý vị nhá. Đấy, đặc biệt cực kỳ ok luôn. Lớn nhỏ hay là từ người lớn, người già, trẻ em gì đều xài được hết nhá. Đấy, quý vị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì đặt hàng nhá. Rồi, em có về một cái lô mùi khoang quý vị nhé, mùi khoang đa năng. Hai mùi khoang này thì mình dọn khoang gỗ này, khoang tường này, khoang gạch men, khoang kính này, cực kỳ là ngon nhé. Và đặc biệt thì cái màu này thì nó là cái đầu lục giác này, mình có thể xài được tất cả các loại máy nhá. Máy như bu lông 2-in-1 này, đầu kẹp đều xài được hết cho quý vị nhé. Đấy, em có về hai loại này, mùi 6 và mùi 8 nha em này. Mùi 6 thì 20.000, mùi 6 thì 15.000 mà một cái nhé, 15.000 một cái, còn 18 là 20 này. Đấy, cực kỳ là ok luôn quý vị ơi. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo vào số hotline em ghim trên màn hình nhá. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm, đấy là một cái gạc tàng thuốc quý vị nhá. Đấy, bằng thủy tinh, nó cực kỳ là đẹp luôn. Cực kỳ sắc nét nhá. Đây, hàng cái trang trí thì bắt mắt này, siêu đẹp luôn. Bốn ngắt bốn nơi này nhá. Rồi, sanh lý cho toàn thể quý vị bà con bác anh chị em mình ấy, với giá chỉ có 20.000 thôi. Thì cái này nhà nào mà có trồng hút thuốc này, anh chị em bà con hút thuốc này, hoặc là để bàn ấy, có khách đến ấy, thì để người ta cho tàn thuốc của đây cho nó lịch sử nhá. Rồi, 20.000 một cái thôi quý vị ơi. Rồi, nên em có về thêm một cái lô sản phẩm nhá. Đây là cái màu ấm này, hàng gia dụng cực kỳ là cao cấp luôn nhá. Đây là cái ấm này, ấm bằng nhôm. Ấm bằng nhôm nhá, được phủ sơn giả đá nhá. Phun sơn giả đá nhá. Dung tích của nó là 1,5 lít quý vị ơi. Đấy, bình này mà pha chè hay pha trà gì cực kỳ không, chè tươi ấy là cực kỳ hợp lý luôn nhá, cực kỳ đẹp luôn. Em có hai cái mã màu như này. Đấy, siêu nét, siêu đẹp luôn. Đấy, hàng chất lượng cao cấp quý vị nhá. Đấy, có thể nấu được bếp ga, bếp từ thoải mái cho em này. Và đặc biệt cái này nấu bếp từ, bếp điện thì ok hơn này nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình với một cái giá quá cực kỳ đẹp luôn. 180.000 một cái nhé, 180.000. Đấy, cực kỳ đẹp luôn nha. Cái này thì nó có bọc như này, màu trắng, và cái này màu đen, siêu đẹp cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Nay em tiếp tục thanh lý cái lô đùa Hàn Quốc cho quý vị bà con bạc mình nhá. Đấy, đây là cái dòng sản phẩm đùa Hàn Quốc này, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Rồi, có bọc kim loại vàng nhá. Đấy, mà vàng quý vị nhá. Và đây là cái nhám này, để gấp không bị tuột nhá. Đấy, đồ Hàn Quốc cho em cực kỳ là xịn sò luôn, không bị mốc meo này, các kiểu này nó các thứ cực kỳ hay nhá. Rồi, hợp an toàn vệ sinh này. Và ngày hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị anh chị em bà con cả mệt này, với giá 25.000 một 10 đôi nhá, 25.000. Đấy, nó nằm trong cái vị như này, 25.000 quý vị nhá. Đấy, siêu rẻ, siêu hot luôn. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em về một lô sản phẩm quý vị nhé. Đây là cái màu đèn bắt muỗi, nó là vừa đèn bắt muỗi vừa đèn ngủ luôn. Đấy, ban đêm thì mình có thể treo ở tường trong nhà như này, và vừa đèn trang trí luôn quý vị nhé. Một cái màu xanh, nó rất là đầm mắt nhá. Rồi, ngày hôm nay về em sẽ thanh lý với giá sập sàn cho toàn thể quý vị bà con của bác mình có nhu cầu này.
với giá 80.000 một cái nhé, 80.000 một cái thôi. Đấy, một cái đèn lồng bắt muỗi như này. Và đây là cái đế này, cái đế để mình lúc nào đầy muỗi thì mình đổ nhá. Đấy, nó vào nó giật chết này và thì nó sẽ xuống như này. Mình để tháo ra đổ nhá. Đấy, rất là ok luôn. Rồi, màu sắc rất là đậm mắt này. Quý vị nào có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay về lại cái lô nhá. Đấy, cái cỏ lưng cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Đấy, vừa bên này là lông tơ mềm nhá. Đấy, để đánh lưng này. Đấy, có nào muốn kỳ, muốn cỏ, muốn nhất thì có bông nhá. Hai mặt cho em. Đấy, mình quay ở sau lưng đằng nào cũng tới hết nhá. Đấy, có cái trợ tay cầm này, hay cong queo này. Đấy, rất là đã luôn. Đấy, dành cho các ông mà già già tắm thì cực kỳ là sướng nhá. Rồi, ngày hôm nay thanh lý với giá chỉ có 15.000 một cái nhá. 15.000 một cái thôi. Đấy, cỏ lưng. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em về một cái màu sản phẩm. Đây là một cái bộ ấm trà, ấm chén trà nhá. Đấy, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mày này. Đấy, những ai nào mà thích yêu uống trà đàm đạo thì đây, nhất ngay một bộ này về nhá. Đấy, rất kỳ là đẹp luôn. Đấy, hàng này là hàng xịn sò, bao chất lượng cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mày này nhá. Với một cái chất liệu gốm sứ cao cấp này, màu xanh ngọc cho em này. Đấy, gồm có 8 cái ly này và một cái khay, một cái bình này nhá. Một cái bình có một cái tay cầm cực kỳ là đẹp luôn. Quý vị nhìn thấy. À, đây là cái này để đừng tùy theo mình nhé, mình thích cái gì cũng được. Còn cái này để lọc trà cho em nhé, để lọc trà cho em này. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Thì nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy, với một cái giá chỉ có là 470.000 thôi. Em được nằm trong một cái bộ com lê ha. Com lê nằm trong một cái hộp như này nhá. Siêu đẹp luôn. Đấy. Làm quà hay là mình để dùng sử dụng thì cực kỳ đẹp. Đấy, không sử dụng là thì cho vào đây nhá, cực kỳ là ok. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhé. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô ấm đun nước nhá. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Đấy, với cái dung tích của nó thì nó vào tầm 2 lít 2 lít rưỡi gì đấy. Đấy, thì cái sản phẩm này là inox nhá, ấm inox cho em này và có vòi báo hú này lúc nó sôi nhá. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Đấy, có nắp đậy khi mình mở ra mình tải nhá. Còn đây là khi khói nó hơi nó ra nó sẽ báo tín hiệu cho mình lúc nào nó sôi nhá. Và đặc biệt cái mẫu này thì mình có thể nấu được bếp ga này, bếp từ này, bếp điện này. Đây, đấy, bếp ga, bếp từ, bếp điện nhá, thoải mái cho em. À, cực kỳ là ok, tia hồng ngoại gì cũng ok hết. Thì ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có 45.000 một cái nhá. 45.000 một cái thôi quý vị ơi. Đấy, nhanh tay nhanh chân lên nhá. Chào toàn thể anh em nhá. Đấy, ngày hôm nay bên em có về một cái lô sản phẩm, đấy là một cái màu khoang pin đầu 13 ly quý vị nhá. Đấy, màu khoang pin 13 ly này. Đây, hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, đây là cái đầu kẹp auto lock nhá. Và nó là 20 cấp độ trượt. Nó có 3 chế độ cho em này. Đấy, búa, chế độ búa để mình khoang tường này nhá. Chế độ khoang này, khoang sắt, khoang gỗ, bắn tôn, bắn vít thì chơi cái nước này cho em này. Và đây là cái chế độ này để bằng bắn những con vít nhẹ nhá. Cho em này, bắn nhựa như vậy, ra thật cao nhựa nhá. Và có 2 chế độ nhanh chậm trên thân máy này. Dòng motor từ bootleg không thang nhá. Đấy, và pin của nó là pin 10 cell này. 2 quả pin dung lượng lớn cho em này, sạc bằng nhanh này, hộp đựng theo kèm. Đấy, có tay cầm theo kèm luôn, cực kỳ là xịn sò nhá. Và bây giờ em sẽ test thử con máy này cho mình xem nhá. Vào những cái vật liệu. Đấy, vào những cái vật liệu. Đầu tiên là vít băng gỗ nhá, dài 10 phân này nhá. Đây, cái này lắp sẵn rồi. Đấy, vít băng gỗ dài 10 phân cho em này. Đấy, bắn xuyên luôn nhá. Bắn thử xem như nó như nào đây. Đấy, nghe nhẹ nhàng, cực kỳ là sướng luôn nhá. Đấy, ba cái mẫu này thì em bao cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình đấy, là làm thờ mộc này, làm xây dựng này, khoang sắt, khoang gỗ, bắn tôn, bắn vít thì khoang tường em bao nhá, cực kỳ là khỏe luôn. Hàng bao chất lượng và bên em là có giá thì chỉ có là 760.000 thôi, một cái dòng sản phẩm như này. 760.000 quý vị nhá. Đây là sở hữu được một con máy bao chất lượng, bao xịn sò như này. Anh chị em bà con hoặc mình ai có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em có về một cái lô máy cắt cỏ xài bằng pin nhá. À, và đặc biệt đây là cái mẫu xài bằng chân pin phổ thông quý vị nhá. Đấy, chân pin này thì rất là thông dụng luôn. À, quý vị nhà có máy khoang pin này như nào ấy là đây gọi là chân pin phổ thông nhá. Đấy, cực kỳ là dễ sử dụng luôn. Đấy, mình có thể mua thêm pin thay thế sử dụng pin rất là dễ nhá. Rồi, với một cái bộ com lê đầy đủ như này, máy gồm có 2 pin, một sạc nhá, sạc là sạc lớn này, 2 pin một sạc nhá. Và được tặng kèm theo là
5 cái lưỡi cắt cỏ này, 5 cái lưỡi cắt cỏ mềm nhá, bằng nhựa, và một cái lưỡi cưa và hai cái lưỡi dao. Đấy, phụ kiện theo kèm là đầy đủ như này. Đấy, lá trắng đầy đủ, cầm tay cầm đầy đủ nhá. Thì ngày hôm nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình với cái giá là siêu rẻ luôn nhá. 580.000 thôi, 580.000 một cái bộ. Máy gồm có hai pin, hai cắt cỏ xài pin cực kỳ là xịn sò luôn. Rồi, anh chị em bà con của bác mình ai có nhu cầu quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em lại về thêm một cái dòng sản phẩm nữa, đấy là một cái mẫu đèn bảo. Đấy, cái bà hai đèn bảo này thì quý vị đã sử dụng rồi thì nói chung là rất chi là sự mê ly luôn nhá. Rồi, riêng cái dòng sản phẩm này thì nó là có một cái hiệu năng rất chi là cao, đó là mình có thể sạc bằng năng lượng mặt trời cho em nhá, sạc bằng năng lượng mặt trời như thế này, và mua gì cũng ok hết, và có thể có khả năng tích điện và nó có thể chuyển qua mình cổng USB để mình sạc điện thoại khi cấp điện nhá. Đấy, và cái này có thể nạp bằng năng lượng mặt trời cho nên cứ yên tâm mà sử dụng quý vị nhá. Và nó là có hai chế độ cho em. Đấy, một chế độ như này là đèn như này. Đấy, đèn mình rút lên là đèn, và khi mình đóng lại là như này nhá. Đóng lại thì nó sẽ tắt. Và thêm một chế độ nữa là quạt cho em. Đấy, giả chiến cực kỳ là hay nhá. Quạt giả chiến này. Đấy, nó xài cực kỳ nhiều chức năng. Và thêm có thêm một chế độ nữa là mình có thể lắp pin tiểu. Đấy, cái quả pin mà nhỏ ấy, 1.5V ấy, thì ba quả pin vào đây là mình có thể sử dụng ok luôn. Thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình sử dụng với mức giá chỉ có 100.000 thôi nhá. 100.000 một cái thôi. Ai giá quá rẻ, quá bèo nhèo. Đây là hàng nói chung là ngon, đỉnh cho toàn thể quý vị bà con của bác mình sử dụng nhá. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay bên em có về một cái lô sản phẩm, đây là cái mẫu thước đo nhá. Đây, được thước đo người gọi là thước legal ấy, thước cân mực. Đấy, rất chi là đẹp luôn nhá. Đấy, và mình có chế độ đo này, đo thước dây nhá. Đo thước dây thì nó là 2,5 m cho em này. Còn không thì mình có thể đo bằng cái chế độ đo con này cân nhá. Đây là thước cân luôn, cân mực. Đấy, cân mực nhá. Đấy, có tia laser luôn. Đấy, mình có thể đo bằng cái giác khắc vuông để cho cái thước này nó cân. Đấy, nó cái cân mực thì nó sẽ giác vuông góc cho mình nhá. Cực kỳ là hay luôn. Đấy, và có công tắc này, có pin này, và được tặng kèm 3 quả pin nhé quý vị nhá. Đấy, tặng kèm 3 quả pin luôn. Cái lô này thì em về nó cũng có số lượng ít thôi. Đấy, nó cực kỳ là hay nhá quý vị nhá. Đấy, mình có thể cân được 3 mặt nhá. À, mặt đứng này, mặt nghiêng này, và mặt nói chung là mặt phẳng, nói chung là 3 mặt như này. Em cũng không sành về cái thứ này, nhưng mà thật sự là nó rất chi là ok đấy. Đấy, như anh điền nước mà đi chôn đế này, lắp vòi nước này, cực kỳ là ok luôn nhá. Thì ngày hôm nay em sale với giá chỉ có là 80.000 thôi, 80.000 một sản phẩm nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em có về một cái dòng sản phẩm nhá. Đấy, về và sale rẻ luôn, cực kỳ rẻ cho quý vị bà con của bác mình luôn nhá. Đấy, với một cái dòng sản phẩm là máy đo huyết áp này. Máy đo huyết áp xài điện tử quý vị nhá. Máy đo huyết áp điện tử cho em này. Cực kỳ dễ sử dụng luôn. Đấy, bác nhà nào mình cũng nên mua một cái như này về để trong nhà ấy, rất chi là tiền lời nhá. Rồi, rất chi là dễ sử dụng luôn. Cái này thì mình quàng vào trong tay rồi. Đấy, thì ai cũng từng đi khám bệnh rồi nhá, thì chắc có lẽ cũng có biết. Đấy, mình quàng vào trong tay, mình vẫn vào và có sợi dây. Này nó có một sợi dây nhá. À, dây để lòi ra cho mình đây. Dây này nhá. Dây này mình găm vào đây cho em này. Đấy, mình găm vào máy nhá, mình găm vào máy cho em. Đây, bên hông lắm mà bên hông này, này là mình găm như này rồi là ok nhá, găm như vào. Xong đó thì mình bỏ pin nhá, pin thì mình bỏ pin đây, gồm có 4 quả pin nhá, mua 4 quả pin nhá. Máy theo kèm là không pin quý vị nhá. Đấy, mình nhớ lưu ý là về mua pin cho em này. Em thanh lý rồi nên không có pin nhá. Rồi, 4 quả pin con thỏ vào đây cho em. Rồi, và chỉ bấm nút nguồn này là nó sẽ tự động đo cho mình thôi, cực kỳ là hay nhá. Và ngày hôm nay trên kênh của em ấy thanh lý với giá chỉ có 180.000 thôi. Còn quý vị nào mà không mua ấy, thì nhớ cái cùng nhá. Đây là cái cụ sạc của Samsung ấy, là đầu to đầu nhỏ là găm vào là mình xài được luôn. Hay không cần pin nhá. Cực kỳ là hay. Đấy, với giá chỉ có 180.000 một cái cho em này. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Ấm trà đàm đào đấy quý vị ơi, đấy ấm trà đàm đào nhá. Đấy, một cái bình trà đào Nhật xịn sò luôn. Đấy, siêu đẹp, siêu chất lượng cho quý vị bà con của bạc mình nha. Đây,
Nó thì gồm có 6 cái ly nhá, gồm có 6 cái ly và một cái bình. Bình này bằng sứ nhá, sứ này sứ nông cực kỳ là gốm, cực kỳ là ok luôn. Hãy pha trà uống cực không bị chát nhá, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, và đây là cái lò này thì mình để đựng trà và một cái kẹp nhá, một cái kẹp để gấp trà cho em nhá. Rồi. Thì ngày hôm nay em thanh lý cái bộ này với giá siêu rẻ luôn nhá. Với giá thì quá ưu đãi. 140.000 một hộp này. 140.000 nhá, một bộ như này. Và nó được nằm trong một cái túi cực kỳ là xinh xắn như này cho quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, nằm trong một cái túi trà đào như này. Đấy, quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay có về một cái lô sản phẩm là bông vẫy tai hai đầu nhá. Rồi, hàng cực kỳ ngon luôn. Đấy. Không bị cong vân luồng gì luôn nhá. Đây là que này, là que thưng này, que gỗ nhá. Đấy, cuốn bông cực kỳ là đã luôn. Vẫy thoải mái nhá. Bông vẫy tai, đấy, một hộp như này là 500 que nhá, một hộp 500 que. Và ngày hôm nay em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình với giá siêu rẻ luôn nhá. 25.000 một hộp thôi. Đấy, quý vị mà đi ra ngoài mua được cái giá này là em bái phục nha. Rồi, quý vị anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Rồi, thanh lý giá sập sàn quý vị ơi. Đấy, về ngày hôm nay có lô kéo cắt gà Hàn Quốc nha. Đấy, một cái lô mà nói là kéo cắt gà Hàn Quốc bao chất lượng, bao xịn sò luôn. Đấy, cắt đâu là đi đấy luôn nha. Đấy, tay cầm rất chi là dễ thao tác này. Và đặc biệt cái mẫu này thì nó cái móc khóa nó cực kỳ là hay nhá. Đấy, cái mẫu này nó gài rất chi là chắc chắn luôn. Khi mình không sử dụng nữa thì đây, mình không sử dụng thì nó cài vào đây rất chi là ok luôn nhá. Đấy, cái này thì nó rất chi là bền luôn, bao bền bao chất lượng nhá. Đấy, tay cầm rất chi là gọn gàng đẹp luôn. Đấy, kéo cắt gà cắt đùi gà, cắt thịt gà nhá. Rồi, thanh lý ngày hôm nay về số lượng là nhiều, thanh lý cho quý vị về mình xài này 90.000 một cái nhá, với giá 90.000 thôi. Đấy, cái này mình có thể là làm cá cũng được nhá, làm cá cũng được ok quý vị nhá. Đây, làm cá cực kỳ ok luôn nhá. Này, có thể đánh này. Này, cực kỳ ok, ngon, khỏe, bao cắt đầu cá luôn nhá. Rất chi là xịn sò luôn. Rồi, có lò xo bóng từ mỡ luôn nhá. Thấy chưa? Bóp vào nó và được tặng kèm theo một cái nữa này. Đấy, được tặng kèm theo một cái lò xo nữa nhá, để giữ sơ cua nhá. Tặng kèm theo một cái lò xo để sơ cua luôn. Đấy, cực kỳ là ok. Thanh lý giá cực cốt luôn, 90.000 một cái nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô đèn pin nhé. Đấy, một cái lô đèn pin cầm tay phải nói là bao chất lượng, bao xịn sò luôn. Đây, em nó đây nhá. Rồi, một cái tay cầm này là cầm một cái loại bằng nhôm nhá, cực kỳ là ngon luôn, siêu chất lượng luôn, siêu xịn sò nhá, hàng bao chất lượng, bao xịn sò. Và cái độ sáng của nó thì phải nói không phải bàn gì nữa. Đấy, độ sáng của nó là siêu chất lượng rồi nhá, với một cái bóng đèn là led siêu sáng và hai quả pin lớn theo kèm. Đấy, mình có thể xài lên đến tầng 5-6 tiếng đồng hồ thoải mái cho em nhé, liên tục nhé. Rồi, với cái màu sản phẩm này ấy, đây là bằng kim loại nhé, kim loại nhôm, cực kỳ là ok luôn. Đấy, hàng cao cấp đúc nhé. Đấy, như này, hàng Japan cho em. Thì cái lô này em về còn một số lượng không được nhiều đâu, nên quý vị bà con bạc mình ai có nhu cầu nhanh tay nhanh chân lên nhé. Với giá chỉ có là 145.000, và 145.000 là giá em đang sale đó quý vị nhé. À, nhanh tay nhanh chân lên để có cái sản phẩm tốt xài nhá. Rồi, lau trần nhà đã về quý vị ơi. Đấy, một cái dòng sản phẩm này là bác ngạc mênh mông luôn, về số lượng thoải mái cho quý vị mình xài nhá. Đấy, đây là một cái cây chổi lau trần nhà, thì nó có hai cái đồ này. Đây là cái lông để mình quẹt ở trên cao nhá, mình quẹt ở trên cao. Và đây là cái này là cái cần. Cái cần này nó bằng inox quý vị nhé, và nó có thể tăng giảm. Đấy. Đây, nó như một cái cần anten ấy, có thể tăng giảm cho em này. Nó có thể tăng giảm cho em nhé. Và tăng lên thì còn thêm người mình nữa, 4 khớp như này. Thì vậy là cái trần mà 3m3 thì thoải mái luôn, lau thoải mái cho em nhé. Thì một cái dòng sản phẩm này, cái này bán nhiêu đây? 70. À, cái một cái lau trần nhà này em đang bán giá chỉ có 70 thôi. Đấy, sắc inox dài dằng luôn quý vị nhé, cần ngon là cành đào luôn. Đấy, cực kỳ ok luôn nha.
giá cực kỳ rẻ luôn, 70.000. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu thì nhấc máy alo gọi số hotline cho em nhá.